Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 137. Xung quanh tối đen, không khí tràn ngập thứ mùi khiến người ta buồn nôn. Dưới chân hắn mềm và dính. Diệp Bắc Minh biết mình đang đứng trên một cái lưỡi. Hỏa lai. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, phần thiên chi diễm hóa thành một con hỏa long. Toàn bộ không gian được chiếu sáng. Đúng như những gì hắn đoán. Một cái lưỡi dài hơn ngàn mét. Trên đầu lưỡi có ngạnh. Quay đầu lại nhìn, là những chiếc răng dài hàng trăm mét, đang khép chặt lại. Đây là loại quái vật gì vậy? Nuốt mình vào nhưng lại không nuốt vào bụng, mà lại giữ ở trong mồm. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, chẳng lẽ nó không muốn ăn thịt mình? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, có lẽ đúng vậy, hãy kiên nhẫn chờ xem rốt cục nó muốn làm gì. Một giờ sau, chủ nhân của chiếc lưỡi dường như dừng lại, há miệng ra, một luồng sáng truyền tới. Trước mắt là một hang động khổng lồ. Dưới mái vòm cao hàng chục ngàn mét. Là một vực thẳm tối tăm. Ma khí vô tận cuồn cuộn. Ở vị trí trung tâm ma khí này, một thanh ma kiếm màu máu đang lơ lửng. Khát máu. Lạnh như băng. Lạnh buốt. Thanh kiếm này là... Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Không sai, đây là binh khí ma đế. Một người phụ nữ mỉm cười, giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Cháu trai ngoan, sao còn chưa ra ngoài? Lẽ nào vẫn muốn ở trong miệng của thiên ma khuyển à? Cháu trai ngoan. Diệp Bắc Minh giật mình. Quay lại và nhìn về phía phát ra giọng nói. Ở cuối tầm nhìn là một người phụ nữ tầm 40 tuổi với nụ cười rất nhân hậu, khiến người ta cảm thấy thân thiện. Đặc biệt là người này có ngoại hình rất giống cha hắn là Dạ Huyền. Bà là. Ta là bà nội của con, thiên ma đế hậu. Bà nội tôi. Diệp Bắc Minh sững sờ tại chỗ. Tất cả những điều này quá đột ngột. Người trước mặt thật sự là bà nội của hắn sao? Tiểu tháp, cái này quá khoa trương rồi. Làm sao có thể? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, trước đây bổn tháp từng nghe nói, khi thiên ma tộc của cậu bị tiêu diệt, bà nội của cậu hình như đã nhảy xuống sông Ma Uyên và ngược dòng. Nếu bà ta thực sự rời khỏi nhà tù số 7, việc đến đây dường như không phải là không thể. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh sửng sốt. Thiên ma đế hậu khẽ mỉm cười, Minh Nhi, ta biết con khó có thể tiếp nhận chuyện này. Nhưng bà nội đã đợi con rất lâu rồi. Bà, thật sự là bà nội của tôi sao? Diệp Bắc Minh nuốt nước bọt. Nhảy ra khỏi miệng của thiên ma khuyển. Quay đầu lại nhìn một cái. Thiên ma khuyển cao hơn 10.000 mét, riêng cái đầu đã hơn 3.000 mét, thè cái lưỡi đỏ tươi ra, vẫy vẫy cái đuôi về phía Diệp Bắc Minh. Ở phía xa, con ma giết 9 đầu nằm trên mặt đất, trong đó có 7 cái đầu bị dẫm nát. Hai cái đầu còn lại đang chết dần. E là sẽ không sống được nữa. Hừ, nhiệt xúc này muốn đả thương cháu trai của ta, đáng chết. Thiên ma đế hậu hừ lạnh một tiếng. Diệp Bắc Minh kinh ngạc nói, rốt cục bà là cảnh giới gì? Thiên ma đế hậu cười nói, tế đạo chi thượng cấp 3. Những con sâu bọ này đều là do bà nuôi dưỡng, nhưng đến con mà bọn chúng cũng không nhận ra, không giết thì giữ lại có ích gì. Diệp Bắc Minh cau mày, bà thật sự là bà nội của tôi sao? Thiên ma đế hậu coi như đương nhiên, cha con tên là Dạ Huyền. Mẹ con tên là Diệp Thanh Lam. Con tên là Diệp Bắc Minh, con không phải cháu trai của ta thì là ai? Nghe thấy những lời này. Sắc mặt Diệp Bắc Minh liền dao động. Đôi mắt hắn nhấp nháy hai lần. Nở ra một nụ cười, bà nội, sao bà lại ở đây? Thấy vậy, thiên ma đế hậu hiện ra một nụ cười nhân hậu. Năm đó, sau khi ta rời khỏi sông Ma Uyên, vừa hay đúng lúc cửa vào nhà tù số 7 không có người canh giữ. Ta liền may mắn rời đi. Sau đó ngẫu nhiên tiến vào hang thần ma. Ma khí ở đây cực kỳ thuần khiết, ta liền ở chỗ này tu luyện. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, bà nội, sao bà biết con sẽ tới đây? Nó nói cho ta biết. Thiên ma đế hậu chỉ về phía trước, thanh ma kiếm màu đỏ như máu đó. Nó. Đúng vậy, đây là trấn ma kiếm. Thiên ma đế hậu gật đầu, năm đó, sau khi đại đế ma tộc qua đời, liền để lại thanh kiếm này ở đây, chờ người có cơ duyên đến mang đi. Minh Nhi, con chính là người có cơ duyên đó. Diệp Bắc Minh âm thầm cau mày. Sao hắn lại trở thành người có cơ duyên rồi? Tiểu tháp, ông nghĩ sao? Có chút kỳ lạ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục im lặng vài giây, sau đó lại thốt ra một câu khác, nhưng nếu đã là bà nội của cậu, chắc không lừa cậu đâu. Cùng lúc đó, thiên ma đế hậu bước tới, lộ ra nụ cười cực kỳ hiền lành. Minh Nhi, nghe lời bà nội, thanh trấn ma kiếm này là chuẩn bị cho con. Con chính là người có cơ duyên. Bây giờ lập tức đi lấy trấn ma kiếm đi, để nó nhận chủ. Hơn nữa,
thúc giục Diệp Bắc Minh tiến lên, đến trước hang ma. Đi thêm một mét nữa là vực thẳm vô tận. Ma khí cuồn cuộn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, bà nội, e là không được. Thiên Ma Đế Hậu lạnh lùng, có chút không vui, Minh Nhi, lẽ nào con lo lắng bà nội lừa con sao? Không phải, bà nội, đương nhiên là con tin bà. Diệp Bắc Minh lắc đầu, chỉ là con vừa mới uống một viên tam rượu bất tử đan. Con sẽ bị suy nhược 3 ngày 3 đêm, đợi Minh Nhi hấp thu một ít ma khí ở đây, hồi phục thực lực rồi đi lấy trấn ma kiếm được không? Cái này, sắc mặt của Thiên Ma Đế Hậu liền thay đổi bất định. Diệp Bắc Minh cười nói, bà nội, bà giúp con hộ pháp đi. Dù sao cháu trai cũng ở đây rồi, bà đã chờ đợi hơn 1 tỷ năm rồi, sẽ không để ý chút thời gian này chứ. Ha ha, đúng vậy, bà nội hộ pháp cho con. Thiên Ma Đế Hậu mỉm cười gật đầu. Diệp Bắc Minh khoanh chân ngồi xuống. Tác dụng của tam diệu bất tử đan vừa hay đã tới. Quả nhiên, khí huyết, sức lực, thần niệm của hắn đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt. Trực tiếp khơi dậy đan điền, điên cuồng hấp thu ma khí trong hang động. Trong giây lát, ma khí không ngừng truyền vào cơ thể hắn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Nửa giờ sau, hai mắt Diệp Bắc Minh đột nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn lên. Trên đầu, lại ngưng tụ một đạo thiên kiếp. Cửu sắc thiên kiếp, thực ra là cửu màu thiên kiếp. Thiên Ma Đế Hậu trợn tròn hai mắt, không thể tin được. Diệp Bắc Minh từ từ đứng dậy, hắn lúc này, sau khi hấp thu đủ ma khí, đan điền đã tràn ngập thần lực. Phá cho ta! Gầm gào! Tung ra một cú đấm. Con huyết long gầm lên. Diệp Bắc Minh trực tiếp lao vào cửu sắc thiên kiếp, điên cuồng rèn luyện trong sấm sét, thậm chí còn lấy ra một phôi kiếm, sử dụng sức mạnh của thiên kiếp để rèn nó. Nửa giờ sau, thiên kiếp đã kết thúc. Diệp Bắc Minh từ trong biển sấm sét bước ra, khí tức trên người thay đổi mạnh mẽ, tiểu tháp, xem ra tôi đã đánh cược đúng rồi. Sau khi uống tam rượu bất tử đan, sẽ suy nhược 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, chỉ cần thăng cấp trong thời gian này, sẽ có thể lập tức khôi phục thần lực. Khí tức của cảnh giới đại năng cấp 9 tỏa ra. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục không nói nên lời, tiểu tử, chúc mừng cậu. E rằng người luyện chế ra tam diệu bất tử đan cũng không ngờ rằng lại có người có thể thăng cấp trong lúc suy nhược đúng không? Thiên Ma Đế Hậu lộ ra nụ cười, cháu trai ngoan, chúc mừng con. Diệp Bắc Minh lắc đầu, diễn cũng giống lắm, nhưng đáng tiếc quá nhiều sơ hở. Tôi rất làm lạ, rốt cục bà là thứ gì, lại có thể mạo nhận là người thân của tôi. Nụ cười của Thiên Ma Đế Hậu trở nên cứng ngắc, đôi mắt hơi nheo lại, cháu ngoan của ta, con đang nói cái gì vậy? Ta là bà nội của con mà. Bà nội, nhận một kiếm của ta đi. Diệp Bắc Minh gầm lên. Đột nhiên ra tay, chém ra một nhát kiếm. Gầm gào. Một con huyết long khổng lồ bùng phát, quét thẳng về phía Thiên Ma Đế Hậu. Ha ha. Thiên Ma Đế Hậu cười lạnh, hàng chục xúc tu từ trong bóng tối lao ra, quấn lấy huyết long. Dùng lực siết chặt. Con huyết long gầm lên một tiếng và phát nổ ngay tại chỗ. Giây tiếp theo, những xúc tu này đang lăn tới như những con rắn độc. Xoẹt, Diệp Bắc Minh vung kiếm chém ra, nhưng tia lửa lóe lên, chỉ là chém đứt mấy cái xúc tu, thân thể liền bị mệt mỏi. Chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, không phải lực tấn công của Bất Hủ Đế Kim là đệ nhất thiên hạ sao? Chém đứt mấy cái xúc tu mà lại tốn nhiều công sức như vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, tiểu tử, thanh kiếm này còn chưa được đúc thành công. Lực sát thương đâu có mạnh như vậy, cẩn thận, thứ đó lại tới rồi. Vút, vút, vút. Trong bóng tối, hàng trăm xúc tu đồng loạt lao ra. Diệp Bắc Minh chém ra hàng chục nhát kiếm cùng lúc. Đáng tiếc xúc tu quá nhiều, cả người đều bị bao bọc trong một cái kén. Ngay cả thanh kiếm trong tay hắn cũng rơi sang một bên. Dù hắn có giãy giụa thế nào cũng không thể cử động vì bị xúc tu trói chặt. Ha ha ha. Thiên Ma Đế Hậu phát ra một tràng cười, dung mạo thay đổi, biến thành một nữ nhân ma tộc với thân hình gợi cảm, đồ ngu, làm một kẻ ngốc hồ đồ không phải tốt hơn sao? Tại sao phải vạch mặt ta? Rốt cục ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta là Hoa Địa Ngục. Người phụ nữ mỉm cười quyến rũ, tất cả đều là ảo ảnh của ta. Vừa rồi ngươi đã bị nụ hoa của ta nuốt chửng. Thiên Ma Khuyển, ma giết 9 đầu vừa rồi cũng đều là ảo giác của ngươi. Diệp Bắc Minh sửng sốt, Hoa Địa Ngục. Hắn nhớ ra rồi. Trong Thần Nông Bách Thảo Kinh có ghi lại về hoa địa ngục. Truyền thuyết kể rằng loài hoa này sinh ra ở địa ngục, không màu không vị, hương thơm của nó có thể làm sao động thần hồn con người. Thậm chí còn xâm chiếm biển ý thức một cách thần không biết quỷ không hay, lấy cắp ký ức của con người. Thì ra là vậy.
Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra, ngươi lén lút thâm nhập vào biển ý thức của ta, biết được bí mật của ta. Cho nên, mới ngụy trang thành bà nội của ta. Thông minh. Hoa Địa Ngục khịt mũi, tuy nhiên, ta vẫn rất tò mò. Là bởi vì ta diễn xuất không tốt sao, ngươi lại không tin ta là bà nội của ngươi. Diệp Bắc Minh nói, nếu ngươi thực sự là bà nội của ta, tuyệt đối chưa từng gặp mẹ ta, làm sao biết tên của bà ấy chứ? Hoa Địa Ngục trầm tư gật đầu, thì ra là vậy. Đáng tiếc, nếu ngươi làm một kẻ hồ đồ, ta có thể hấp thu hết sức mạnh của ngươi. Bị ngươi vạch trần, chỉ có thể hấp thu ngươi như một thứ dưỡng chất. Hỗn độn thể, ta mới ăn lần đầu tiên đấy. Ngươi có thể chết rồi. Vừa dứt lời, hàng trăm xúc tu đồng thời dùng lực, chuẩn bị xiết Diệp Bắc Minh thành xương máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vào thời điểm quan trọng này, Diệp Bắc Minh nảy ra một ý nghĩ, phần thiên chi diễm phun ra từ trong miệng hắn. Bát, ngọn lửa bùng cháy. A, à, cái gì vậy? Hoa Địa Ngục kinh hãi hét lên, phần thiên chi diễm lan rộng, hàng trăm xúc tu đều bốc cháy. Dị hỏa, phần thiên chi diễm, đừng mà. Hoa Địa Ngục vô cùng sợ hãi. Đại nhân, tôi biết sai rồi, tha cho tôi một lần đi. Cô ta điên cuồng cầu xin tha mạng. Diệp Bắc Minh không muốn nói nhiều, thiêu đốt. Phần thiên chi diễm nhanh chóng lan rộng, tứ phía biến thành biển lửa, một lúc sau, phần thiên chi diễm đã bị dập tắt. Lúc này Diệp Bắc Minh mới phát hiện, trước mắt hắn vẫn là vực thẳm. Trong vực thẳm, ma khí cuồn cuộn. Một thanh ma kiếm màu đỏ như máu đang lơ lửng trong ma khí. Diệp Bắc Minh cau mày, lẽ nào mình vẫn còn đang trong ảo giác? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, không đúng. Những gì cậu vừa nhìn thấy chắc là thật, chỉ là Hoa Địa Ngục hóa thành hình dáng của bà nội cậu, muốn lừa cậu. Nửa thật nửa giả mới khiến người ta tin. Cho nên, hơi thở của Diệp Bắc Minh đột nhiên trở nên cực kỳ gấp gáp, mẹ kiếp. Thứ này thật sự là binh khí ma đế. Giây tiếp theo, hắn lấy la bàn vàng ra. Kim không còn quay nữa mà chĩa thẳng vào thanh ma kiếm màu đỏ như máu phía trước. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời chắc chắn, có lẽ đúng vậy. Diệp Bắc Minh kích động, ma kiếm thật sự, binh khí ma đế, để tôi thử xem. Hắn tiến lên một bước, bay qua không trung, đến trên vực thẳm. Dưới chân hắn, ma khí cuồn cuộn, giống như một lỗ đen, đủ sức nuốt chửng mọi thứ. Cảm nhận được Diệp Bắc Minh đang tới gần, chấn ma kiếm khẽ rung lên, nhanh như chớp phóng ra một đạo kiếm quang màu máu. Xoẹt! Diệp Bắc Minh cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, lập tức thi triển thúc địa thành thốn và thuật hư không. Trong chớp mắt trốn thoát, phụt, vẫn còn vương vãi một tia kiếm khí to bằng sợi tóc, trong nháy mắt, một cánh tay hắn hóa thành xương máu và hoàn toàn biến mất. Hít, Diệp Bắc Minh hít một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại, mẹ kiếp. Đây chính là binh khí ma đế, lực sát thương thật đáng sợ, chỉ chạm vào một tia kiếm khí đã bị mất một cánh tay. Nếu tôi không biết thúc địa thành thốn, hoặc thuật hư không, bất kỳ loại nào, e là đã trở thành xương máu, đến thần hồn cũng bị hủy diệt. Gấp rút lùi lại. Ngay cả Diệp Bắc Minh cũng không dám tiến thêm một bước. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng kích động không kém, vũ khí cấp đại đế quả thực đáng sợ. Tiếp đó, giọng nói của nó trở nên ngưng trọng, tiểu tử, tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ đi, thứ này quá nguy hiểm. Trong phạm vi 100 mét cũng không thể đến gần được, huống chi là mang nó đi. Bỏ đi, liều mạng cũng không đáng. Diệp Bắc Minh cau mày. Binh khí ma đế đang ở ngay trước mặt bạn. Lẽ nào lại bỏ cuộc như vậy? Diệp Bắc Minh không cam tâm. Thử lại xem. Lại tiến lên phía trước một lần nữa, lần này, giải phóng thúc địa thành thốn và thuật hư không. Xoẹt. Kiếm khí quét tới, Diệp Bắc Minh đã sớm lùi về sau, nhưng vẫn bị sức mạnh của kiếm khí ảnh hưởng tới. Khí huyết trong cơ thể sụt giảm. Phụt. Hắn phun ra một ngụm máu. Tiểu tử, đừng quậy nữa. Quá nguy hiểm, cậu đang đùa với lửa đấy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục run sợ. Nhanh chóng nhắc nhở. Diệp Bắc Minh vẫn không chịu từ bỏ. Suy nghĩ vài giây. Hắn tiện tay lấy ra một miếng ngọc bội, trên mặt miếng ngọc bội có khắc hình một con rồng bằng ngọc, giống như thật. Chiếm giữ thành hình dáng của một miếng ngọc bội. Bên trong miếng ngọc bội hình rồng, một giọt máu lóe lên, bộc phát sức mạnh cường đại. Đế ngọc, thứ mà Giao Trì để lại cho hắn trước khi chia tay, có thể giúp hắn liên lạc với Giao Trì mà không cần quan tâm đến khoảng cách. Diệp Bắc Minh cắt vào ngón tay, máu nhỏ xuống đế ngọc. Bát. Xương máu dâng trào, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện trước mắt Diệp Bắc Minh, chính là Bất Hủ Nhan. Diệp Bắc Minh biết hai người có chung một thân thể,
lúc này Giao Trì đang khống chế, Diệp Bắc Minh, người tìm bổn đế có việc gì? Giao Trì, cô xem đây là cái gì? Diệp Bắc Minh giơ đế ngọc lên, đối mặt với ma động trước mặt. Minh khí ma đế, chấn ma kiếm. Giao Trì giật mình, giọng điệu có chút dao động, Diệp Bắc Minh, người cũng thật to gan, lại dám vào hang thần ma. Lại còn vào đến nơi sâu nhất, kỳ lạ thật, người không gặp 8 con đại ma tướng sao? Xung quanh chấn ma kiếm ít nhất có 8 ma tướng trở lên, ít nhất là cảnh giới tế đạo cấp 9. Sao ngươi lại không sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Nhìn xung quanh, tôi không thấy 8 ma tướng mà cô nói. Lắc đầu, tôi chỉ hỏi cô một câu, cách nào để tôi có thể lấy được chấn ma kiếm không? Lấy chấn ma kiếm. Giao Trì sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, Diệp Bắc Minh, ngươi đừng nằm mơ nữa. Đây là binh khí ma đế, với thực lực của ngươi, e là chỉ chạm vào một cái đã biến thành xương máu rồi. Diệp Bắc Minh cau mày, lẽ nào tôi đi một chuyến vô ích sao? Giao Trì cười nói, tuy bổn đế không có cách để ngươi lấy được binh khí ma đế. Nhưng lại có cách để tòa tháp của ngươi hấp thụ sức mạnh của binh khí ma đế, khiến nó trở thành một tòa đế tháp. Cuối cùng cũng đến lượt tôi à? Diệp Bắc Minh còn chưa kịp nói gì, tháp càn khôn chấn ngục đã kích động. Đồng thời, Diệp Bắc Minh cấp tốc hỏi, cách gì? Giao Trì nói thẳng, bố trí một trận pháp cấp đại đế, nhốt chấn ma kiếm lại. Luyện hóa nó hoàn toàn, rồi để tháp của cậu hấp thụ nó. Một khi thành công, tòa tháp của cậu có thể bước vào hàng ngũ đế tháp. Nhưng cần sử dụng một ít mẫu thạch hỗn độn. Chỉ cần có thể làm cho tiểu tháp phát triển thì không thành vấn đề. Tiếp theo, Giao Trì bắt đầu chỉ dẫn, Diệp Bắc Minh cắt mẫu thạch hỗn độn ra thành từng khối, rồi chôn xung quanh động. Một canh giờ sau, khi miếng mẫu thạch hỗn độn cuối cùng được chôn xong, ầm ầm. Một tiếng vang lớn vang lên, trận pháp bắt đầu chạy. Trong nháy mắt, trong từng khối mẫu thạch hỗn độn đều có hàng trăm đạo phù văn bay lên. Sau đó chúng tụ lại, hình thành các sợi xích, rồi lao thẳng về phía chấn ma kiếm. Xoẹt! Chấn ma kiếm cảm nhận được nguy hiểm, kiếm khí bùng nổ. Những sợi xích này mạnh kinh người, hoàn toàn không sợ sức mạnh của chấn ma kiếm, chúng xông ra nhoáng cái đã trói chặt chấn ma kiếm. Cạc cạc cạc! Chấn ma kiếm như có ý thức vậy, nó giãy kịch liệt, muốn thoát thân. Giao Trì hét lên, Diệp Bắc Minh, mau cho tháp của ngươi lên mắt trận. Tiểu tháp, đi! Diệp Bắc Minh hô lên. Tháp càn khôn chấn ngục lao ra, đáp xuống mắt trận. Giao Trì quát khẽ, hỗn độn chân hỏa của cậu đâu? Lấy ra đi. Diệp Bắc Minh tiếp tục làm theo. Dị hỏa đứng đầu bảng, hỗn độn chân hỏa. Ong! Hỏa diễm cháy phừng phừng, bay đến dưới chấn ma kiếm. Một luồng sức mạnh chiếm đoạt và tử vong ập tới. Keng, keng, keng. Lúc này hình như chấn ma kiếm hoảng thật rồi, nó liên tục phát ra uy áp kinh trời. Trận pháp mà Giao Trì bảo Diệp Bắc Minh bày, lúc này đã phát huy tác dụng, trận pháp phóng ra quầng sáng màu vàng, bao phủ mọi thứ xung quanh. Lực lượng có tính hủy diệt mạnh thật. Diệp Bắc Minh nhìn tất cả với ánh mắt nóng bỏng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không biết đã qua bao lâu. Chấn ma kiếm không thể chống đỡ được nữa, dưới sự thiêu đốt của hỗn độn chân hỏa, nó tan chảy thành một khối nước sắt. Gào! Một con hắc long lao ra, hòng bỏ chạy. Giao Trì nhắc nhở. Diệp Bắc Minh, đây chính là kiếm hồn của chấn ma kiếm. Thu phục kiếm hồn, rồi cho tháp của ngươi ăn nó, khả năng sẽ có sự biến chất. Bây giờ phải dựa vào bản thân cậu thôi. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Con ngươi ngưng trọng. Anh nhảy ra, xông thẳng vào trong trận pháp. Kiếm hồn Hắc Long sớm đã biết, Diệp Bắc Minh hại nó mất đi thân thể, nó cực kỳ phẫn nộ lao đến, nhân loại chết tiệt, phá hủy thân kiếm của ta, ngươi đáng chết. Một người một rồng. Va chạm dữ dội. Bụp, một tiếng, Diệp Bắc Minh bị đánh bay ngay tại chỗ, hộc ra mười mấy ngụm máu, mặt tái nhợt. Đù, chỉ là một kiếm hồn mà cũng mạnh vậy à? Đạo đài luân hồi, ra đây. Anh quát một tiếng. Diệp Bắc Minh triệu hồi đạo đài luân hồi ra, một người một rồng lập tức xuất hiện trên một võ đài hình tròn. Ầm ầm, Hắc Long vung đuôi, như một ngọn núi to nện xuống. Loảng xoảng, đạo đài luân hồi vỡ nát ngay tại chỗ. Diệp Bắc Minh còn bị sóng khí khủng khiếp đánh bay ra ngoài, hộc máu. Dựa vào sức mạnh của phép tắc luân hồi, anh hồi phục ngay. Anh lao lên, giẫm chân lên đầu Hắc Long, thần phục cho ta. Gào, cút. Hắc Long gầm lên. Nó phi lên cao, rồi đâm đầu xuống đạo đài luân hồi. Diệp Bắc Minh bị nghiền vào trong đống đổ nát, lồng ngực vỡ vụn, cả người cơ hồ hóa thành thịt nát. Chỉ với một ý niệm, sức mạnh của phép tắc luân hồi ập đến,
anh lại hồi phục bình thường. Một người một rồng, chiến đấu điên cuồng. Đánh ròng rã 3 ngày 3 đêm, Diệp Bắc Minh đỏ hồng mắt, còn Hắc Long thì không chống đỡ được nữa, nó bị kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém đứt đầu, cái đầu lăn sang bên cạnh. Diệp Bắc Minh vui mừng quá đỗi. Anh đá một cước bay đầu rồng bay ra khỏi lĩnh vực luân hồi, rơi trước tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tiểu tháp, hấp thu nó cho tôi. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kích động, một cỗ lực lượng hỗn độn ập đến. Gào. Đầu Hắc Long gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành năng lượng vô tận, nhập vào trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Chặt, chặt, chặt. Diệp Bắc Minh liên tục chém xuống. Cơ thể Hắc Long bị chia thành 10 mấy đoạn. Sau đó tất cả được đá đến trước mặt tháp Càn Khôn Chấn Ngục, đợi đến khi tháp Càn Khôn Chấn Ngục hấp thụ xong hết. Ong! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rung lên, khí tức hỗn độn cuộn trào. Xung quanh thân tháp, vô tận phù văn dâng lên, khí thế tăng lên ầm ầm như hỏa tiễn. Lực lượng như sóng thần, hết cơn này đến cơn khác thổi đến. Cuối cùng, ầm, một cỗ đế uy kinh thiên bộc phát ra từ trong cơ thể tháp Càn Khôn Chấn Ngục, toàn bộ hang thần ma run rẩy. Phù ha 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 ha, đế vị, nhóc con, bổ tháp cũng có thể tỏa ra đế vị rồi. Diệp Bắc Minh kích động, giao trì, tiểu tháp đã trở thành đế tháp rồi à? Giao trì thản nhiên nói, chỉ được tính là nửa bước đế tháp thôi, vẫn còn cách binh khí đại đế chân chính một khoảng nữa. Nhưng như này cũng tốt lắm rồi. Keng. Cùng lúc đó, chấn ma kiếm bị hỗn độn chân hỏa thiêu thành nước sắt, thế mà lại ngưng tụ thành hình dạng của chấn ma kiếm. Một đạo kiếm khí cực mạnh chém ra, quét về phía Diệp Bắc Minh. Cẩn thận. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bay ra, chắn trước người Diệp Bắc Minh. Mặc cho kiếm khí chém vào thân, tiểu tháp vẫn không hề hấn gì. Chấn ma kiếm rên lên một tiếng, thoát khỏi xiềng xích, nhoáng cái đã lao vào làn ma khí vô tận, biến mất trong hang sâu. Chấn ma kiếm đã bị luyện hóa rồi mà, sao nó còn chạy được vậy? Diệp Bắc Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Giao Chỉ buồn cười lắc đầu, Diệp Bắc Minh, cậu nghĩ nhiều rồi. Bổn đế chỉ giúp cậu cướp đi lực lượng trong chấn ma kiếm. Còn nếu muốn phá hủy một thanh binh khí ma đế, trừ phi bổn đế ở thời kỳ đỉnh cao, đích thân ra tay. Nếu không, cậu nghĩ có thể phá hủy nó chắc. Thế nhá, bổn đế trao đổi với cậu 3 ngày 3 đêm, khối cơ thể này sắp không trụ được nữa rồi. Đế Ngọc tối đi, dừng liên lạc. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn cái hang một cái. Sau đó tiến lên, khoanh chân ngồi xếp bằng. Tiểu tháp, hộ pháp cho tôi. Yên tâm đi, có bổn tháp ở đây, ai cũng đừng hòng lại gần một bước. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hết sức tự tin, canh gác trên khoảng không đỉnh đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mở nghĩa địa hỗn độn ra, thu. Vô tận ma khí cuồn cuộn tới. Tất cả nhập hết vào trong nghĩa địa hỗn độn. Cùng lúc đó, ngôi mộ nằm sâu trong nghĩa địa hỗn độn nhất dần trở nên rõ nét, cuối cùng một khu vực chưa rõ phía sau cũng trở nên khoáng đạt. Chỉ với một ý niệm, anh đã tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Lần nữa đi đến trước bia mộ kia. Gần như là trong nháy mắt, một lực hút cực mạnh truyền từ trên bia mộ đó truyền đến. Diệp Bắc Minh máu nóng sôi trào, đan điền lâm vào dao động, toàn bộ lực lượng trong cơ thể như đổ xuống tuyệt địa vậy, khi sắp bị bia mộ hút sạch. Vẫn còn đòi nữa à? Muốn chết đúng không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. 5 ngón tay nắm chặt, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong lòng bàn tay, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi 2 lần hút sạch thần lực của ta, thế thì ta sẽ khiến ngươi tan thành cho bụi. Khi nhát kiếm sắp chém xuống bia mộ. Trong bia mộ cổ truyền ra một giọng nói, ký chủ, khoan đã. Ta cũng không cố ý. Thanh kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lơ lửng khoảng 1 tấc phía trên bia mộ. Nếu tiến thêm một chút nữa, bia mộ cổ chắc chắn sẽ nổ tung. Nói đi. Ông là ai? Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Lần đầu tiên chạm vào bia mộ này, thần lực của anh đã trực tiếp bị hút cạn. Bị Diệp Tiên Phàm truy đuổi, cực kỳ chật vật. Trong bia mộ cổ xưa, một bóng dáng lao ra, cậu có thể gọi tôi là Tàng Kiếm Lão Nhân, cả đời tôi đều yêu thích việc rèn kiếm. Trước đó hấp thụ thần lực của cậu thật sự là một việc bất đắc dĩ. Nếu không hấp thu, thần hồn của tôi sẽ lập tức bị tiêu diệt, thật sự không có cách nào bàn bạc với cậu, xin ký chủ đừng trách tôi. Nếu như cậu có thể tha mạng cho tôi có thể giúp cậu rèn ra thanh kiếm này. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dịu đi, đây là thật sao? Bóng dáng của Tàng Kiếm Lão Nhân liên tục gật đầu, ký chủ, thanh kiếm trong tay cậu là được rèn từ Bất Hủ Đế Kim đúng không? Mặc dù đã có nguyên mẫu của kiếm phôi, nhưng cậu chắc chắn sẽ không thể rèn được thanh kiếm này nếu không có sức mạnh của cảnh giới đại đế. Tôi có cách giúp cậu rèn thanh kiếm này và làm cho nó trở nên sắc bén. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng.
nhìn chằm chằm vào bia mộ cổ, khoảng 15 phút trôi qua. Cuối cùng anh cũng nói một câu, nếu ông có thể giúp tôi rèn kiếm, tôi có thể tha mạng cho ông. Nếu không thành công, hồn phi phách tán. Trung Châu, Hỗn Nguyên Tông, Đại Điện. Cô nói mười mấy trưởng lão ở cảnh giới tế đạo đều chết hết. Còn La Bàn Hoàng Kim, cô đã cho một người lạ tên là Diệp Bắc Minh mượn nó rồi sao? Một ông lão tóc trắng nhìn chằm chằm Triệu Thanh Tuyệt đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt âm u. Triệu Thanh Tuyệt gật đầu, đúng vậy. Cô nói dối. Ông lão tóc trắng hừ lạnh, tôi đã phái người đến nhà họ Diệp để điều tra, người nhà họ Diệp khẳng định Diệp Bắc Minh đã chết trong hang thần ma. Tên nhóc này vốn là thánh tử của nhà họ Diệp, biến mất 1,8 tỷ năm mới trở về. Hiện tại, có lẽ nhà họ Diệp sẽ phải chọn lại thánh tử. Triệu Thanh Tuyệt sửng sốt, cái gì? Diệp công tử chết rồi sao? Cô ta có vẻ như mất hồn, lắc đầu, không thể nào, nhất định là giả. Ông lão tóc trắng nheo mắt, sao vậy? Chẳng lẽ cô cho rằng lão phu đang lừa cô? Ông ta quay lại và chắp tay về phía chỗ cao nhất. Tông chủ, Triệu Thanh Tuyệt thân là thánh nữ, lại lén lút dẫn người vào trong hang thần ma, đây là tội thứ nhất. Mười mấy trưởng lão cảnh giới tế đạo của tông môn phái đã chết vì hành động của cô ta. Đây là tội thứ hai. Cô ta đã trộm La Bàn Hoàng Kim và làm mất nó. Lại nói là cho người khác mượn, muốn trốn tránh trừng phạt, đây là tội thứ ba. Quan trọng nhất là Triệu Thanh Tuyệt lại không hề biết ăn năn. Lão Phu đề nghị để trừng phạt các tội này nên tước bỏ chức vị thánh nữ của Triệu Thanh Tuyệt và tống cô ta vào ngục giam chờ xử lý. Ở nơi cao nhất của đại điện, một người đàn ông trung niên cau mày. Đó là tông chủ của Hỗn Nguyên Tông. Ông ta nhắc nhở, Thanh Tuyệt, cô nói gì đi. Tính tình của Triệu Thanh Tuyệt rất bướng bỉnh, khẽ cắn đôi môi đỏ, tông chủ, tôi không có gì để nói. Tôi chấp nhận chịu phạt. Trung Châu, nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh thật sự đã chết trong hang thần ma. Diệp Tinh Khung sững sờ tại chỗ. Trong đại điện tràn ngập sự náo loạn. Thằng nhóc đó chết rồi à? Làm sao cậu ta có thể chết được? Cậu ta chính là thể chất hỗn độn. Làm sao có thể chết ở hang thần ma được? Mẹ kiếp! Hừ, tôi cảm thấy do tên này quá kiêu ngạo, ngay cả ông trời cũng không chịu nổi. Mọi người đang nói chuyện. Biểu cảm của đám người Diệp Trấn Hùng, Diệp Bại, Diệp Mặc cực kỳ xuất sắc, ước gì có thể cười thành tiếng. Diệp Quỳnh quỳ trên mặt đất. Bên cạnh, Diệp Tiên Phàm cũng đang quỳ. Không thể nào, Minh Nhi thật sự đã chết sao? Một tiếng hét giận dữ vang lên. Mọi người quay lại nhìn và thấy một bóng người già nua nhanh chóng bay tới, gần như ngay lập tức đứng trước mặt Diệp Quỳnh. Diệp Quỳnh quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên. Lão Tổ Thí Thiên. Đôi mắt cô ta hơi co lại. Bái kiến Lão Tổ Thí Thiên. Những người còn lại của nhà họ Diệp đều quỳ trên mặt đất, Lão Tổ, sao ngài lại xuất quan? Tất cả các người im miệng hết đi. Diệp Thí Thiên gầm lên giận dữ, Diệp Quỳnh, nói đi. Rốt cuộc Minh Nhi đã chết như thế nào? Lão Phu tin tưởng cô như vậy, để cô chăm sóc thật tốt cho Minh Nhi, tại sao cô có thể để cho nó đi vào hang thần ma? Một chuyện quan trọng như vậy, sao cô lại để cho nó chết được? Diệp Thí Thiên giơ tay. Rắc, tóm lấy cổ Diệp Thiên Phàm. Một cảm giác nghẹt thở ập đến. Còn cậu vẫn luôn có ác ý với Minh Nhi, là cậu đã giết nó. Trái tim của Diệp Thí Thiên đang chảy máu. Hỗn độn đế thể. Chết tiệt, đây chính là hỗn độn đế thể. Khó khăn lắm mới đưa được Diệp Bắc Minh trở lại nhà họ Diệp, ông ta ra ngoài muộn vài ngày vì đang bế quan. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại chết trong hang thần ma. Diệp Thí Thiên vô cùng hối hận. Nếu biết trước sẽ như vậy, ông ta sẽ đích thân đi theo Diệp Bắc Minh, ở bên cạnh anh cả ngày cũng không thể để anh chết được. Diệp Tiên Phàm vội vàng lắc đầu, lão tổ, không phải tôi chấm sao tôi lại dám giết thánh tử Bắc Minh. Lúc ấy, có một cái miệng máu khổng lồ từ sâu trong hang thần ma lao ra, nuốt trọn thánh tử Bắc Minh. Bù! Diệp Thí Thiên nheo mắt lại, hai tia huyết quang hoàn toàn chui vào trong mắt Diệp Tiên Phàm. Trực tiếp soát hồn. Một hình ảnh xuất hiện trước mặt ông ta. Diệp Thí Thiên im lặng, thần thờ bỏ lại Diệp Tiên Phàm, bước ra khỏi đại điện mà không quay đầu lại. Lão Tổ Thí Thiên! Dù mọi người trong nhà họ Diệp có gọi thế nào đi nữa, ông ta cũng không hề quay đầu lại. Diệp Trấn Hùng quát khẽ, lão tổ, Diệp Bắc Minh đã chết, vị trí thánh tử phải làm sao đây? Diệp Thí Thiên tuyệt vọng cười nói, ha ha, thánh tử, lão phu không quan tâm. Trừ phi nhà họ Diệp bị diệt, nếu không đừng làm phiền lão phu nữa. Biến mất, đôi mắt Diệp Trấn Hùng sáng lên, nháy mắt một cái, Diệp Mặc chậm rãi bước ra khỏi đám người. Gia chủ! Diệp Mặc vốn là thánh tử,
tên Diệp Bắc Minh kia ỷ vào bản thân là thể chất hỗn độn, nên đã giành mất vị trí thánh tử của Diệp Mặc. Bây giờ cả ông trời cũng không hài lòng mà lấy đi mạng sống của Diệp Bắc Minh, có phải đã đến lúc nên khôi phục thân phận thánh tử của Diệp Mặc rồi không? Khi giọng nói của Diệp Trấn Hùng vừa dứt. Đúng vậy, khôi phục thân phận thánh tử của Diệp Mặc. Tôi ủng hộ thánh tử Diệp Mặc. Hầu hết người nhà họ Diệp đều hét lớn. Chỉ có một số ít người cau mày và giữ im lặng. Diệp Mặc đã từng bị Diệp Bắc Minh đánh bại khỏi vị trí thánh tử, bây giờ lại khôi phục thân phận thánh tử của anh ta, vậy thì cái giá của thánh tử nhà họ Diệp thật sự quá thấp. Đột nhiên, một ông lão từ trong đám người đi ra, nói, tôi cảm thấy Diệp Mặc không thích hợp làm thánh tử. Diệp Tiên Phàm mới là ứng cử viên thích hợp nhất. Xoẹt, vô số ánh mắt quay lại, đồng loạt nhìn về phía ông lão đang nói chuyện. Sắc mặt già nua của Diệp Trấn Hùng trầm xuống, Diệp Tiêu Sắt, ý của ông là gì? Từ lúc nào mà Diệp Tiên Phàm cũng có thể làm thành tử? Diệp Tiêu Sắt, cảnh giới tế đạo cấp 8 đỉnh. Một trong những trưởng lão của nhà họ Diệp. Ha ha! Diệp Tiêu Sắt lắc đầu cười lạnh, chỉ dựa vào thực lực của Diệp Tiên Phàm đã vượt xa Diệp Mặc. Diệp Mặc không nhịn được nữa, nghịch ngợm lắc đầu, Diệp Tiên Phàm. Từ khi cậu ta sinh ra đã bị tôi dẫm dưới chân. Một tên vô dụng chỉ biết câu cá. Chỉ dựa vào cậu ta, vượt xa tôi, đùa gì thế? Dứt lời. Diệp Tiên Phàm chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nhìn Diệp Mặc, sao chúng ta không lên đài võ đạo đấu một trận, ai thắng thì người đó thành thánh tử. Cậu muốn cạnh tranh với tôi? Diệp Mặc nheo mắt lại, sát ý hiện lên. Đây là một sự khiêu khích. Một sự khiêu khích trần trụi. Diệp Tiên Phàm nghĩ tới Diệp Bắc Minh kiêu ngạo, có lẽ anh ta cũng có thể kiêu ngạo hơn một chút, nhếch miệng cười, sao vậy? Không dám à, nếu không dám thì quỳ dưới chân tôi, dập đầu nhận thua đi. Mẹ kiếp! Toàn trường náo động. Tất cả mọi người đều trợn mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Tiên Phàm. Tên này vốn rất khiêm tốn, sao đột nhiên lại kiêu ngạo như vậy? Ồ, khí chất của Diệp Tiên Phàm hình như không bình thường. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau mọi người, bắt chước sự kiêu ngạo của tôi. Tôi đã đồng ý chưa? Xoẹt! Mọi người đồng thời quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía cửa đại điện. Một thanh niên chậm rãi bước vào, lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Diệp Bắc Minh! Bắc Minh Thánh Tử! Mọi người nhà họ Diệp kinh ngạc, ngớ người đứng yên tại chỗ. Đám Diệp Trấn Hùng, Diệp Bại, Diệp Mặc mí mắt giật liên tục. Diệp Quỳnh mở to miệng vì kinh ngạc, ra sức dụi dụi mắt. Diệp Bắc Minh, cậu chưa chết, Diệp Tinh Khung rất kích động. Diệp Bắc Minh không trả lời, ánh mắt trầm xuống, nhìn Diệp Tiên Phàm, anh là người quay về đi khắp nơi bảo tôi đã chết à? Mặt Diệp Tiên Phàm tái mét, lắc đầu như chống bỏ, không. Không, không. Thánh tử điện hạ, tôi không có nói vậy. Cậu không nói. Diệp Bắc Minh nheo mắt, dưới ánh nhìn của mọi người, anh đi tới chỗ Diệp Tiên Phàm. Mười mấy giây sau, anh đã đứng trước mặt Diệp Tiên Phàm. Gia chủ, nếu bây giờ tôi đánh chết Diệp Tiên Phàm, thì tôi có bị trừng phạt bởi gia pháp của nhà họ Diệp không? Diệp Bắc Minh vừa dứt lời. Toàn trường im phăng phắc. Mấy trăm ngàn thành viên cấp cao của nhà họ Diệp trợn tròn mắt. Ngớ ra nhìn. Diệp Bắc Minh nói gì cơ? Cậu ta muốn đánh chết Diệp Tiên Phàm. Cái này. Diệp Tinh Khung cả kinh, Diệp Tiên Phàm tuy không bằng Diệp Bắc Minh, nhưng cũng là thiên tài của nhà họ Diệp á. Bắc Minh, liệu có phải có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, có thể có hiểu lầm gì được. Gia chủ, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Nếu bây giờ tôi đánh chết Diệp Tiên Phàm, nhà họ Diệp sẽ làm gì tôi? Diệp Tinh Khung còn chưa trả lời. Diệp Trấn Hùng đã lạnh giọng quát, Diệp Bắc Minh, cậu hung hăng quá rồi đấy, Diệp Tiên Phàm cũng là máu mủ nhà họ Diệp. Nếu cậu còn dám gây sự vô cớ, lão phu sẽ không khách khí với cậu đâu. Vừa dứt lời. Bù. Diệp Bắc Minh vọt ra, lao thẳng đến trước người Diệp Trấn Hùng. Cậu định làm gì vậy? Giết ông. Diệp Bắc Minh bật ra hai chữ, thẳng tay đấm luôn. Cực kỳ dứt khoát. Hư không dao động, vị trí nắm đấm của Diệp Bắc Minh loáng thoáng xuất hiện một đầu rồng màu máu. Diệp Trấn Hùng chỉ thất thần trong một phần tỷ giây, là phản ứng lại ngay, ông ta quát lên, nhóc con, ngay cả trưởng lão gia tộc cậu cũng muốn giết hả? Lão Phu thấy cậu điên rồi. Hôm nay, lão Phu sẽ dạy cho cậu một bài học, thế nào gọi là gia quy. Ông ta giơ tay cực kỳ hung tàn, thần lực ngưng tụ, hung hăng đấm về phía Diệp Bắc Minh. Vào khoảnh khắc nắm đấm hai người va chạm, răng rắc. Một tiếng giòn tan. Diệp Trấn Hùng thấy đau quá, cánh tay nổ tung. Sao có thể chứ?
Diệp Trấn Hùng giật mình, mở to mắt, khó tin nhìn cảnh tượng này. Một quyền này, thế mà đến cả một cảnh giới tế đạo tầng 8 như ông ta cũng không đỡ được. Không phải ông muốn dạy tôi ra quy à? Diệp Bắc Minh nhếch môi cười. Lại đánh ra một quyền nữa, lực lượng vô tận đổ đến Diệp Trấn Hùng. Con mẹ nó, cậu điên rồi. Một quyền vừa nãy, Diệp Trấn Hùng chỉ dùng 3 phần lực, ông ta muốn dạy dỗ Diệp Bắc Minh một trận, nhưng không dám đánh chết Diệp Bắc Minh ngay trước mặt bao nhiêu người thế này, cho nên ông ta có giữ sức. Không ngờ, Diệp Bắc Minh lại được đằng chân lân đằng đầu. Giết cậu ta, có chuyện tôi gánh cho ông. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Trấn Hùng vang lên một giọng nói. Thế là ông ta dùng hết sức. Đánh ra một đòn 100% sức lực. Giết. Dầm, một tiếng nổ vang lên, cả đại điện nhà họ Diệp rung chuyển dữ dội, như thể sẽ sập bất cứ lúc nào vậy. Toàn bộ đại điện nhà họ Diệp chấn động dữ dội, trận pháp phòng ngự lập tức được kích hoạt. Vào khoảng khắc cú đấm của hai người va chạm, một cỗ lực lượng hỗn độn nổ tung. Nhưng sóng thần thổi đến vậy. A, sao có thể như vậy, kinh mạch của tôi. Diệp Trấn Hùng hét lên thảm thiết, biểu cảm căm phẫn, khuôn mặt trở nên cặn vẹo. Vô cùng kinh khủng. Mình có sức mạnh của cảnh giới tế đạo tầng 8, đánh một đòn hết sức, thế mà cậu ta lại đỡ được. Thế mà cậu ta lại đỡ được. Sao có thể chứ, Diệp Bắc Minh, thằng danh con này, lại đỡ được cú đấm của mình. Diệp Trấn Hùng bay ra, rồi đập mạnh xuống đất. Phụt, ông ta hộc máu. Toàn bộ xương sườn ở ngực gãy hết. Cả người máu me đầm đìa, kinh mạc nổ tung, đan điền vỡ nát. Này, sao lại như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão Tổ Trấn Hùng mà cũng thua rồi, ông ấy có tu vi ở cảnh giới tế đạo tầng 8 đỉnh phong đấy. Thằng danh này, à không, rốt cuộc Bắc Minh Thánh Tử có thực lực gì vậy? Diệp Bại run rẩy nói. Ông ta nhớ lại ngày trước, mình làm khó Diệp Bắc Minh ở đế cung Hồng Hoang. Sau khi về nhà họ Diệp, ông ta còn nhiều lần châm chọc Diệp Bắc Minh. Cậu không ghi thù chứ? Diệp Mặc đứng yên tại chỗ. Nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm. Anh ta há miệng, hàm răng cũng run rẩy. Mồ hôi toát ra, vị trí của Diệp Bắc Minh Thánh Tử, tôi không cần nữa, cho anh. Của anh hết, sau này nhà họ Diệp chỉ có một Thánh Tử, đó là Diệp Bắc Minh. Tôi không cần, tôi không cần nữa đâu. Diệp Mặc như phát điên, chật vật chạy ra khỏi đại điện. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Mặc bị dọa cho điên rồi à? Có thể thấy, thực lực mà Diệp Bắc Minh thể hiện ra, khiến cho người ta chấn động cỡ nào. Sao lại như vậy, mới chưa đến 2-3 ngày thôi mà, sao mình cảm thấy thực lực của anh ta giống như đã tăng lên một cảnh giới lớn vậy? Diệp Quỳnh đứng yên tại chỗ. Si ngốc nhìn Diệp Bắc Minh. Tựa như chỉ nhoáng cái cô ta đã không nhận ra người trước mặt này được nữa. Lạch cạch. Trong bầu khí trầm mặc, Diệp Bắc Minh cất bước, đi bình thường. Anh đi từng bước đến chỗ Diệp Trấn Hùng, tôi với ông không thù không oán, tại sao ông cứ đòi đẩy tôi vào chỗ chết vậy? Diệp Tiên Phàm, thật sự là ngươi sao? Sao ngươi có thể làm ra được chuyện như vậy? Một ông lão ở cảnh giới tế đạo cấp 5 giận dữ mắng mỏ anh ta. Diệp Tiên Phàm nắm chặt ngón tay, ông lão cảnh giới tế đạo cấp 5 trực tiếp rơi vào trong tay Diệp Tiên Phàm. Anh ta tóm chặt lấy cổ ông lão. Tay kia tóm lấy nắp thiên linh của ông lão, trực tiếp nhấc ra. Hít! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Tiên Phàm hít một hơi thật dài. Não của ông lão cảnh giới tế đạo cấp 5 này bị Diệp Tiên Phàm ăn hết chỉ trong một miếng. Giống như ăn đậu phụ vậy. Anh ta còn liếm môi, dường như còn có điều gì muốn nói, đáng tiếc, già quá. Vẫn là não của người trẻ tuổi ngon hơn. Ngươi, mọi người đều sốc đến ớn lạnh. Vừa kinh ngạc, vừa tức giận nhìn Diệp Tiên Phàm. Diệp Tiên Phàm không để ý tới, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ trêu đùa. Diệp Bắc Minh, xem ra tôi thật sự đã đánh giá thấp anh rồi, kỹ thuật diễn xuất của tôi rốt cục có chỗ nào không ổn chứ? Sơ hở của tôi ở đâu? Tôi rất tò mò, làm sao anh nhìn ra được tôi có gì không đúng? Anh ta thực sự rất muốn biết. Nhiều năm như vậy, tất cả người nhà họ Diệp đều bị anh ta lừa. Chỉ có mình Diệp Bắc Minh lại có thể nhìn ra được. Diệp Bắc Minh cười nói, thứ nhất, kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự rất tệ. Ngay từ ngày đầu tiên gặp cậu đã không nên đưa hỗn độn cốt cho tôi. Làm sao một người có địa vị chỉ đứng sau thánh tử trong nhà họ Diệp lại có thể sẵn lòng giao ra hỗn độn cốt chứ? Diệp Tiên Phàm giật mình, lập tức gật đầu. Anh ta cả đời đều cẩn thận, không ngờ lại trở thành sơ hở của anh ta. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghi hoặc, tiểu tử, cậu thật sự nhìn ra sao? Sao lại không nói với bổn tháp? Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, tôi không nhìn ra, tôi chỉ tùy tiện lừa hắn thôi.
Trên khí thế mà nói thì không thể thua được đúng không? Không ngờ hắn lại chủ động thừa nhận. Phụt, cậu, à à. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nói, nếu như Diệp Tiên Phàm biết cậu lại lừa hắn, e là sẽ bị tức chết. Còn gì nữa? Diệp Tiên Phàm tiếp tục hỏi, ngoài cái đó, làm sao anh nhìn ra thực lực của tôi? Khi ở trong hang thần ma, rõ ràng tôi đã cố gắng hết sức để làm một kẻ vô dụng mà. Diệp Bắc Minh giơ ra một ngón tay, lắc lắc, no. No, no. Diệp Tiên Phàm cau mày, cái gì mà no no no? Anh đang nói cái gì vậy? Diệp Bắc Minh cười nói, không phải cậu thể hiện giống một tên vô dụng, mà là vốn dĩ cậu chính là một tên vô dụng. Không cần thể hiện. Anh muốn chết à? Trong mắt Diệp Tiên Phàm hiện lên sát ý. Anh ta nắm chặt năm ngón tay trong không trung, một thanh ma kiếm màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay, khí thế của anh ta tăng vọt. Thẳng tiến đến cảnh giới tế đạo cấp 8 đỉnh cao. Kiếm ý hung bạo và cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi, giơ tay lên, thanh kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay hắn, đâm về phía thanh ma kiếm màu đen. Keng keng. Một tiếng động lớn vang lên, hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Thanh ma kiếm màu đen khẽ run lên, một khoảng trống xuất hiện. Thanh kiếm này của ngươi là vật liệu gì, lại có thể làm tổn hại đến ma huyết vẫn thiết của ta? Diệp Tiên Phàm cảm thấy tê dại. Diệp Bắc Minh không thèm giải thích, chủ động tấn công, chém ra một nhát kiếm. Gầm gào. Một con huyết long khổng lồ bùng nổ, gần như lấp đầy toàn bộ đại điện. Diệp Tiên Phàm nheo mắt, nhanh chóng lùi lại, ở đây không thi triển được, ra ngoài làm một trận đi. Diệp Bắc Minh truy kích ra ngoài, hai người tới khoảng không phía trên quảng trường bên ngoài. Diệp Bắc Minh, ngươi đi chết đi. Diệp Tiên Phàm trực tiếp chém ra một nhát kiếm mạnh nhất. Đã đến cảnh giới này, căn bản không cần lãng phí thời gian, hai ba chiêu là có thể phân thắng bại rồi. Trong khoảnh khắc, có rất nhiều bóng ma, toàn bộ bầu trời bị bao phủ bởi kiếm khí màu đen của anh ta. Thời gian, không gian, đều dừng lại vào thời khắc này. Một sát ý bộc phát ra khắp trời đất, bao phủ Diệp Bắc Minh, nếu như không thể chống đỡ được nhát kiếm này, hắn nhất định sẽ chết. Diệp Bắc Minh hét lớn, đạo đài luân hồi, ra đi. Một đạo đài luân hồi hình tròn có bán kính hàng chục nghìn mét xuất hiện dưới chân hắn. Hơn 100 tấm bia mộ xung quanh lóe lên, nhìn vô cùng quái dị. Xoẹt! Khoảnh khắc kiếm ý khắp bầu trời hòa vào đạo đài luân hồi, mọi thứ đều sụp đổ. Trong lĩnh vực luân hồi, Diệp Bắc Minh là vô địch tuyệt đối. Diệp Tiên Phàm cười kiêu ngạo, đạo đài luân hồi, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có sao? Anh ta dậm mạnh chân, đạo đài luân hồi, ra đi. Giây tiếp theo. Uinh uinh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, một đạo đài luân hồi có bán kính 10.000 mét cũng xuất hiện dưới chân Diệp Tiên Phàm. Nó rất khác với đạo đài luân hồi của Diệp Bắc Minh. Đối phương là hình vuông, giống võ đạo đài hơn. Còn đạo đài luân hồi do Diệp Bắc Minh triệu hồi ra có hình tròn. Làm sao có thể? Diệp Bắc Minh gần như trợn mắt nhìn. Lần này hắn thật sự rất bất ngờ. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, cuối cùng ngươi cũng bị sốc à? Thấy vậy, Diệp Tiên Phàm rất hài lòng, nhớ kỹ, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi biết pháp tắc luân hồi sao? Diệp Tiên Phàm ta cũng biết, hơn nữa, pháp tắc luân hồi của ta đã lĩnh ngộ đến cấp 5 rồi. Giết! Một tiếng hét lớn vang lên. Lĩnh vực luân hồi của Diệp Tiên Phàm ép về phía trước. Khoảnh khắc nó tiếp xúc với lĩnh vực luân hồi của Diệp Bắc Minh, trời đất liền sụp đổ. Rắc, rắc! Mặt đất của quảng trường nhà họ Diệp nổ tung, một tiếng nổ lớn, và tất cả gạch lát sàn đều biến thành bột. Ngay cả hư không cũng đang sụp đổ từng mảng một. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, lao đến bên cạnh lĩnh vực pháp tắc luân hồi, Diệp Tiên Phàm cũng xông lên. Hai người họ đều đứng trong lĩnh vực luân hồi của mình, kiếm khí va vào nhau. Đại khai đại hợp. Diệp Bắc Minh, 1,8 tỷ năm trước ta có thể giết cả nhà ngươi. Ăn tươi nuốt sống cơ thể máu thịt của ngươi, uống máu hỗn độn của ngươi. 1,8 tỷ năm sau, ta cũng có thể ở trong lĩnh vực luân hồi giết chết ngươi. Diệp Tiên Phàm cực kỳ tự tin, giọng điệu kinh người. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Quỳnh sầm xuống, chuyện xảy ra 1,8 tỷ năm trước quả nhiên là do Diệp Tiên Phàm làm. Đôi mắt Diệp Tinh khung lóe lên, nhìn chằm chằm tất cả những điều này. Những người khác trong nhà họ Diệp đều có biểu hiện khác nhau. Quái dị, kinh ngạc, không ngờ, ngỡ ngàng. Chỉ có Diệp Bắc Minh cười lạnh, người giết ta còn chưa ra đời. Huyết Long ra đây, Càn Khôn Trấn Ngục, chém. Gầm gào. Một kiếm được chém ra. Một con huyết long đáng sợ cao 100.000 mét lao ra từ bầu trời phía trên đầu Diệp Bắc Minh.
đằng sau con huyết long, một tòa bảo tháp cổ xưa đang lơ lửng. Thật là một kiếm ý mạnh mẽ. Mọi người trong nhà họ Diệp ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng này, có một cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến. Cũng có chút bản lĩnh đấy, nếu để ngươi tu luyện thêm 100 triệu năm nữa, nói không chừng ngươi thật sự có thể vượt qua ta. Diệp Tiên Phàm lắc đầu, vốn là ta chỉ có hứng thú với máu thịt của ngươi. Bây giờ, ta lại có hứng thú với con người ngươi rồi, mất tích 1,8 tỷ năm, rốt cục ngươi đã đi đâu. Sau khi ta giết ngươi, ta sẽ thám hồn ngươi, thì cũng sẽ biết tất cả thôi. Kết thúc rồi, một kiếm. Thanh ma kiếm màu đen trong tay anh ta chỉ lên trời và chém xuống. Một bóng ma màu đen lập tức được hình thành. Ngập tràn lĩnh vực pháp tắc luân hồi của Diệp Tiên Phàm. Bóng ma cúi đầu nhìn xuống tất cả chúng sinh, diệt ma. Trảm thần, diệt thế. Kiếm quang màu đen còn rực rỡ hơn huyết long và cổ tháp của Diệp Bắc Minh hàng trăm lần. Xoẹt. Kiếm khí màu đen chém nứt thời gian, không gian, quá khứ và tương lai. Chém nứt mọi thứ. Rắc rắc. Phía bên ngoài mà lĩnh vực luân hồi của hai người tiếp xúc đều phát nổ, con huyết long đang lao tới cũng sụp đổ và biến thành một màn xương máu. Giây tiếp theo. Kiếm khí màu đen lao vào lĩnh vực luân hồi của Diệp Bắc Minh, đánh mạnh vào đạo đài luân hồi của hắn. Uinh uinh. Đạo đài luân hồi hoàn toàn vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Phụt. Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng thảm hại lăn ra ngoài. Rơi xuống giữa đống đổ nát của đạo đài luân hồi, gượng dậy mấy lần nhưng vẫn không bò lên được. Diệp Bắc Minh. Diệp Quỳnh hét lên. Đây. Đôi mắt của Diệp Tinh Khung không ngừng co giật. Diệp Bắc Minh bị đánh bại rồi. Mọi người trong nhà họ Diệp đều sững sờ tại chỗ. Kinh hãi ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia. Diệp Tiên Phàm đứng trên bầu trời, sắc mặt lạnh lùng, giống như ma thần hạ thế xuống nhân gian, cúi đầu nhìn, Diệp Bắc Minh, quỳ xuống, chịu chết đi. Phía bên kia, hai bóng người đứng trong hư không, che giấu tất cả khí tức. Nếu bị người nhà họ Diệp nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến chết. Một người chính là Diệp Bắc Minh. Người còn lại chính là Diệp Thí Thiên vừa rời đi. Diệp Thí Thiên cau mày, một con rối đã mạnh như vậy, thực lực thật sự của con, rốt cục là cảnh giới gì? Diệp Bắc Minh cười nhưng không nói gì, lão tổ, xem tiếp đi. Diệp Thí Thiên nghi hoặc, con rối của con đã bị đánh bại, sao con không ra tay? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, để hắn giả vờ thêm một lát, nếu con ra tay, hắn sẽ không giả vờ được nữa. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Bắc Minh đã bị đánh bại. Diệp Tiên Phàm cực kỳ tự tin, hỗn độn đế thể. Chẳng qua cũng chỉ có thế. Vị trí thánh tử nhà họ Diệp, người ngồi được, Diệp Tiên Phàm ta lại không ngồi được. Con rối bị thương không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng im tại chỗ. Đột nhiên, sau lưng Diệp Tiên Phàm, một giọng nói lạnh lùng vang lên, thực lực của ngươi cũng không tồi, có thể đánh bại con rối của ta. Cũng coi như là thiên tài hiếm có rồi. Ai? Diệp Tiên Phàm giật mình, quay ngoắt đầu lại. Chỉ thấy một thanh niên bước trong hư không, bóng dáng gần như xuất hiện từ hư không, đứng giữa bầu trời, chính là Diệp Bắc Minh. Ngươi! Diệp Tiên Phàm kinh hãi, nhìn Diệp Bắc Minh, rồi lại nhìn con rối, khí tức của các ngươi giống y hệt nhau, hai Diệp Bắc Minh. Làm sao có thể? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, vất vả cho ngươi rồi. Cảm ơn chủ nhân đã khen. Con rối lộ ra một nụ cười, thân hình trở nên hư ảo. Hóa thành một năng lượng hỗn độn. Nhập vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Biến mất. Mẹ kiếp, đây là phân thân sao? Đây là phân thân của Thánh tử Bắc Minh. Trời ơi, phân thân của Thánh tử Bắc Minh đã có thể giết chết cảnh giới tế đạo cấp 8. Còn có thể đánh với Diệp Tiên Phàm mấy chục chiêu. Mọi người trong nhà họ Diệp ngay lập tức đã phản ứng lại. Diệp Tinh Khung, Diệp Quỳnh và các thành viên cấp cao khác của nhà họ Diệp đều choáng váng. Diệp Bại ở giữa đám người sợ hãi đến tái mặt, không ngừng run rẩy. Diệp Tiên Phàm đột nhiên ý thức được, sự kiêu ngạo và đùa giỡn trên mặt biến mất. Một cảm giác tức giận nổi lên, cho nên, ngay từ đầu, luôn là phân thân của ngươi đánh với ta. Trong đại điện cũng là phân thân. Đúng. Bóp cổ ta cũng là phân thân. Đúng. Ngươi vừa đấu với ta cũng là phân thân của ngươi. Đúng. Ba câu hỏi, ba câu trả lời. Sắc mặt Diệp Tiên Phàm tức giận đến tím tái, thật là xấu hổ và nhục nhã. Diệp Bắc Minh, ngươi thật đáng chết, ngươi coi Diệp Tiên Phàm ta là cái gì, lại để một phân thân đùa giỡn ta như vậy. Diệp Tiên Phàm vô cùng tức giận, không thể nhịn được nữa, trực tiếp ra tay. Dưới sự hỗ trợ của đạo đài luân hồi, tay cầm thanh ma kiếm màu đen, chém một kiếm vào đầu Diệp Bắc Minh một cách hung bạo. Diệp Bắc Minh để một tay sau lưng,
tay còn lại hướng về phía trước và ấn xuống, cho ngươi xem cái gì mới gọi là hỗn độn đế thể chân chính. Một năng lượng hỗn độn cực kỳ mạnh mẽ ngưng tụ ngay lập tức. Diệp Tiên Phàm đang lao nhanh đến, trước mặt dường như có một bức tường không khí, toàn thân trực tiếp lao thẳng vào. Phụt, phun ra một ngụm máu, cực kỳ thảm hại. Một bàn tay, chỉ là một bàn tay mà thôi. Ánh mắt Diệp Tiên Phàm run rẩy. Một cú ấn vừa rồi ít nhất có sức mạnh của 1 triệu con rồng. Hơn nữa, anh ta có thể khẳng định, Diệp Bắc Minh còn chưa tung ra toàn bộ thực lực. Nhiều nhất chỉ 70%, hoặc 80%. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm, tiểu tử, cảm thấy thế nào? Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, không tệ, tôi mới dùng 30% sức lực, nếu tung ra toàn lực. Tôi nghĩ ít nhất có thể tạo ra sức mạnh của 3 triệu con rồng trong chớp mắt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, vậy cậu kiềm chế một chút, tên này nhìn có vẻ yếu ớt, đừng một quyền cho hắn nổ tung. Tôi biết rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi còn có chuyện muốn hỏi hắn. Diệp Tiên Phàm không nghe được truyền âm của hai người, nếu không hắn nhất định sẽ tức chết mất. Diệp Bắc Minh, tới đây. Diệp Tiên Phàm lau vết máu trên khóe miệng. Hét lên một tiếng. Đạo đài luân hồi, đốt cháy cho ta, đốt cháy, đốt cháy. Thanh ma kiếm màu đen trong tay đâm vào ngực. Anh ta móc tim của chính mình ra và nghiền nát nó một cách thô bạo. Tí tách, tí tách. Máu từ quả tim nhỏ xuống đạo đài luân hồi, toàn bộ đạo đài luân hồi chuyển sang màu đỏ tươi, một sức mạnh mạnh mẽ hơn ngưng tụ lại. Quỳnh! Đột nhiên! Tất cả đều nhập vào cơ thể Diệp Tiên Phàm. Giết! Diệp Tiên Phàm hoàn toàn phát điên, tóc dựng lên, vô cùng tức giận lao vào. Thanh ma kiếm màu đen trong tay ngưng tụ sức mạnh của đạo đài luân hồi, tuôn ra như một ngân hà. Toàn bộ quảng trường nhà họ Diệp đã hoàn toàn sôi sục. Vô số trận pháp phòng ngự sáng lên, phong tỏa khoảng không xung quanh. Một lượng lớn các tòa nhà xung quanh quảng trường lần lượt sụp đổ. Gạch lát sàn biến thành bột trong một giây. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, nhát kiếm này của ta bùng phát toàn lực, ít nhất cũng có sức mạnh của 2 triệu con rồng. Ngươi có đỡ được không? Diệp Tiên Phàm điên cuồng cười to, giết, giết, giết. Thanh ma kiếm màu đen chém xuống, chém vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ biểu cảm gì, giống như bị dọa cho ngốc rồi. Diệp Quỳnh nhìn chằm chằm năng lượng cuồng nộ, không thể mở mắt, hét lớn, Diệp Bắc Minh, sao anh còn đứng ngây ra đó? Nếu không đỡ được thì chạy đi, sẽ chết đấy. Hắn vẫn thờ ơ. Thanh ma kiếm màu đen lao về phía trước. Cách đầu Diệp Bắc Minh chưa đầy 10 mét, năng lượng chấn động kinh khủng khiến mái tóc đen của hắn nhảy múa. Một giây tiếp theo, đầu của Diệp Bắc Minh sẽ bị chặt đứt. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Bắc Minh chậm rãi giơ tay lên, chặn ở trên đầu hắn. Keng keng. Thanh ma kiếm màu đen chém mạnh vào cánh tay hắn, phát ra một tiếng động rung trời. Diệp Bắc Minh vẫn thờ ơ. A a. Diệp Tiên Phàm lại hét lên, bay về phía sau một cách vô cùng thảm hại. Đôi tay cầm thanh ma kiếm màu đen nổ tung tại chỗ, biến thành một màn xương máu. Bao gồm cả lĩnh vực pháp tắc luân hồi của anh ta. Sắc một tiếng rồi nổ tung. Tan biến thành hư không. Làm sao có thể như vậy? Diệp Quỳnh há hốc miệng. Hàng trăm ngàn thành viên cao cấp của nhà họ Diệp có mặt đều hoàn toàn hóa đá, tất cả đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Mẹ kiếp, nhát kiếm này của Diệp Tiên Phàm ít nhất cũng có sức mạnh bằng 2 triệu con rồng. Cho dù là cảnh giới tế đạo cấp 9 cũng chưa chắc có thể đỡ được. Diệp Bắc Minh, ô không, thánh tử điện hạ có thể đỡ được chỉ bằng một tay. Ực ực, vô số thành viên cao cấp của nhà họ Diệp đều mặt đỏ tía tai. Điên cuồng nuốt nước bọt, thở hổn hển, tim gần như nổ tung vì sợ hãi. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Ngươi, ngươi, phụt, rốt cục ngươi là cái quái vật gì? Diệp Tiên Phàm nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên cười lạnh. Trong cơ thể hắn có đế huyết, cảnh giới của hắn đã đạt đến cảnh giới đại năng cấp 9 đỉnh cao. Trong cơ thể đều là năng lượng hỗn độn. Phát huy toàn lực sẽ có sức mạnh 3 triệu con rồng. Vừa rồi, Diệp Bắc Minh thực sự không ra tay, chỉ là tập trung toàn lực vào cánh tay để đỡ một đòn đó của Diệp Tiên Phàm. Diệp Tiên Phàm hoàn toàn là bị chính mình đánh bại. Diệp Bắc Minh thở dài, ngươi vẫn còn giấu sao, thành phủ của ngươi giấu cũng sâu quá đấy. Ngươi nói cái gì, ta không hiểu, ta nhận thua. Ánh mắt Diệp Tiên Phàm hơi dao động. Lắc đầu. Diệp Bắc Minh cười nói, nhận thua, nhưng không cần mạng nữa à. Hắn một bước bay về phía trước, đáp mạnh xuống. Dẫm thẳng lên đầu Diệp Tiên Phàm. Binh! Diệp Tiên Phàm vốn đã thảm bại,
lại nhanh chóng lăn lộn để tránh cú giẫm của Diệp Bắc Minh. Mặt đất bên dưới nổ tung. Diệp Tiên Phàm đứng cách xa mấy trăm mét, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, tại sao ngươi phải ép ta như vậy? Ngươi thắng là được rồi, còn muốn đuổi cùng giết tận sao? Giữa hai cánh tay anh ta, xương máu ngưng tụ. Một đôi cánh tay hoàn toàn mới đang dần mọc ra. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ngươi rất giống ta, căn bản không quan tâm đến thắng thua. Chỉ cần có lợi cho bản thân, cho dù chịu nhục, chịu khổ, ngươi còn sống, trong lòng ta cũng cảm thấy bất an. Cho nên, tốt nhất ngươi nên chết đi. Sát ý ngưng tụ. Kiếm tới đây. Diệp Bắc Minh giơ tay lắc lắc, thanh càn khôn chấn ngục kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Sắc mặt Diệp Tiên Phàm tối sầm, quả nhiên ngươi đã lấy được bất hủ đế kim của bất hủ tộc. Diệp Bắc Minh, vận may của ngươi thật sự là nghịch thiên đấy. So với ngươi, Diệp Tiên Phàm ta có vẻ quá tầm thường. Ta không đùa với ngươi nữa. Một linh phù màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta, anh bóp nát nó. Một lực không gian không thể ngăn cản ngưng tụ lại, tạo thành một luồng con đường không gian phía sau Diệp Tiên Phàm. Đi đây, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ thay ngươi. Diệp Tiên Phàm lạnh lùng liếc nhìn Diệp Bắc Minh, quay người bước vào con đường không gian. Diệp Bắc Minh cười lạnh, lão tổ, phải xem người rồi. Vừa dứt lời, một giọng nói già nua từ sâu trong bầu trời vang lên, Phàm Nhi. Con muốn đi đâu? Con sống là người nhà họ Diệp, chết cũng phải làm ma nhà họ Diệp chứ. Quỳnh. Trong phút chốc, bầu trời phía trên toàn bộ nhà họ Diệp biến thành bóng tối, như rơi vào một hố đen vô tận. Sắc mặt Diệp Tiên Phàm lập tức tái nhợt. Anh ta lộ ra một nụ cười khổ, nguyên cổ đế tháp, thí thiên lão tổ. Người thật sự muốn giết con sao? Phàm Nhi, con quả thực là thiên tài. Nhưng con không nên muốn giết Minh Nhi, con quá tầm thường so với Minh Nhi. Yên tâm lên đường đi. Diệp thí thiên thở dài một hơi. Vừa dứt lời. Biểu cảm của Diệp Tiên Phàm trở nên vặn vẹo, cực kỳ không cam lòng hét lên, Diệp Bắc Minh, ta không thua ngươi. Nếu không phải Diệp Thí Thiên, ta cũng sẽ không chết ở chỗ này. Nhưng cho dù ngươi là hỗn độn đế thể thì sao, ngươi cũng tu luyện pháp tắc luân hồi, cuối cùng ngươi cũng sẽ không thể thoát khỏi số phận của mình. Ha, 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 ha. Phụt, một đám xương máu nổ tung, Diệp Tiên Phàm hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Thần hồn bị hủy diệt. Bầu trời trở lại bình thường, một tòa bảo tháp cổ xưa xuất hiện, lơ lửng phía trên nhà họ Diệp. Lập tức, ẩn thân, biến mất. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Nguyên cổ đế tháp, binh khí đại đế của nhà họ Diệp. Toàn bộ quảng trường im lặng đến chết người. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện. Không ai ngờ rằng cuối cùng Diệp Thí Thiên lại ra tay, cưỡng bức giết chết Diệp Tiên Phàm. Minh Nhi, đi với ta. Diệp Thí Thiên xoay người. Cung tiễn Thí Thiên lão tổ. Diệp Bắc Minh đi theo. 15 phút sau, trong phòng đá đóng kín, đây chính là nơi tu luyện của Diệp Thí Thiên. Nói đi, đây là nơi tu luyện của ta, không ai có thể vào được. Diệp Thí Thiên thản nhiên nói. Trở lại với diện mạo là một ông già gần gũi. Nếu như vừa rồi Diệp Bắc Minh không phải tận mắt nhìn thấy Diệp Thí Thiên không chút do dự giết chết Diệp Tiên Phàm, hắn đã sớm bị ảo ảnh trước mắt lừa gạt. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi không phải Diệp Tiêu Dao. Diệp Thí Thiên thở ơ, ta biết. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, ông biết. Diệp Thí Thiên liếc nhìn hắn, từ lúc Diệp Quỳnh tìm được ngươi, ta đã biết ngươi không phải Diệp Tiêu Dao. Diệp Bắc Minh cau mày, vậy tại sao ông còn bảo tôi về nhà họ Diệp? Để tôi làm thánh tử của nhà họ Diệp. Ngươi cũng đến rồi, không phải sao? Diệp Thí Thiên mỉm cười ý tứ. Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Một lát sau, giọng nói của Diệp Thí Thiên lại vang lên, ta không quan tâm ngươi là ai. Tên là gì, ít nhất ngươi họ Diệp. Điều này không giả phải không? Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi họ Diệp, tên cũng không phải là giả. Vậy là được rồi. Diệp Thí Thiên xua tay, từ nay về sau hãy cứ làm thánh tử nhà họ Diệp cho tốt, ta sẽ không truy cứu thân phận của ngươi quá nhiều. Ngược lại, điều kiện mà ngươi đã nói với ta lúc đầu, ngươi nói muốn mượn binh khí đại đế của nhà họ Diệp, rốt cục là có ý gì? Ánh mắt ông lão dán chặt vào Diệp Bắc Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Bắc Minh không giấu giếm điều gì, nói ra lai lịch của mình. Khi nghe nói đến nhà tù số 7, sắc mặt Diệp Thí Thiên rõ ràng là có chút kinh ngạc. Ngoại trừ giao trì, Diệp Bắc Minh đã nói tất cả. Với thực lực của nhà họ Diệp, việc tìm ra lai lịch của hắn cũng không khó, chỉ bằng nói rõ ra. Diệp Thí Thiên gật đầu, tiểu tử, coi như ngươi thành thật, không lừa gạt ta.
cho nên ngươi muốn mượn nguyên cổ đế tháp để ngăn cản nhà tù số 7 tiếp tục sụp đổ, để cứu gia đình ngươi. Diệp Bắc Minh nói, đúng vậy. Diệp Thí Thiên lạnh nhạt lắc đầu, thốt ra một câu, e là không được. Tại sao? Sắc mặt Diệp Bắc Minh lập tức tối sầm. Khi ở trong Hồng Hoang Đế Cung, Diệp Thí Thiên nói chuyện với hắn bằng một huyết ảnh, đã đồng ý mọi chuyện. Bây giờ lại nuốt lời, hy vọng dâng trào trong lòng Diệp Bắc Minh lập tức tan vỡ. Một cơn giận dữ dâng trào. Diệp Thí Thiên giải thích, tiểu tử, ngươi đừng vội tức giận. Nếu ngươi muốn sử dụng nguyên cổ đế tháp, ta có thể cho ngươi mượn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nằm trong phạm vi của nhà họ Diệp, nguyên cổ đế tháp không thể rời khỏi phạm vi của nhà họ Diệp. Diệp Bắc Minh cau mày, tại sao? Diệp Thí Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng nhà họ Diệp không có kẻ thù sao? Đối phương cũng có binh khí đại đế, nguyên cổ đế tháp còn ở nhà họ Diệp chính là một loại uy lực. Một khi rời khỏi nhà họ Diệp, không có binh khí đại đế tỏa chấn, ngươi có tin nhà họ Diệp sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức không? Khoa trương như vậy sao? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Sự tồn tại của nguyên cổ đế tháp giống như vũ khí hạt nhân trong thế giới hiện đại. Có sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân, quốc gia mới an toàn. Một khi thiếu vũ khí hạt nhân, lập tức trở thành miếng thịt trên thớt của kẻ thù, có thể tùy ý thao túng. Diệp Thí Thiên ngưng trọng lắc đầu, ta không đùa ngươi, đế huyết gia tộc cũng chỉ có mấy người, không thể nào có người để cho binh khí đại đế rời khỏi gia tộc. Không ai dám mạo hiểm, ngươi phải biết, đây là dùng vô số sinh mạng của đế huyết gia tộc ra đánh cược. Ngoại trừ điều này, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý với ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Nghe xong những lời này, Diệp Bắc Minh liền trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh lại hỏi, trừ binh khí đại đế ra, còn có cách nào khác có thể ngăn chặn nhà tù số 7 sụp đổ không? Diệp Thí Thiên nói, nhà tù số 7 được xây dựng là để nhốt những đế thi hắc ám. Đế thi hắc ám trốn thoát khỏi nhà tù số 7, nhà tù đó tự nhiên sẽ sụp đổ. Diệp Bắc Minh cau mày. Đột nhiên, hắn đã nắm bắt được một phần thông tin trong lời nói của Diệp Thí Thiên. Tiền bối, đế thi hắc ám mà ông nói là có ý gì? Ngươi không biết sao? Không biết. Diệp Thí Thiên đột nhiên nhận ra, cũng đúng, cho dù là ở Nguyên Thủy Chân Giới, ngoại trừ huyết đế gia tộc ra, cũng không có ai biết về đế thi hắc ám. Diệp Bắc Minh cảm thấy có chút không đúng, đế thi hắc ám. Tiền bối, rốt cục là có ý gì? Diệp Thí Thiên nói ra một tin chấn động, thời thượng cổ khi các đại đế còn sống, một nhóm đại đế đột nhiên hắc hóa. Bắt đầu giết chết các tu võ giả cấp thấp, một bộ phận đại đế chưa hắc hóa liên thủ. Chặt đầu những đại đế hắc hóa đó, cả thế giới đều bị sụp đổ. Nguyên Thủy Chân Giới là một phần đại lục còn lại sau cuộc đế chiến đó. Nghe được bí mật này, Diệp Bắc Minh hoàn toàn cứng đờ. Lại có một cách nói như vậy sao? Đợi đã. Sao chỉ đó không phải là đã từng bị hắc hóa chứ? Nhớ tới nước đen của đế thi, Diệp Bắc Minh cảm thấy rất có thể. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh mở ra nghĩa địa hỗn độn, đưa Hạ Nhược Tuyết ra ngoài, tiền bối. Cô ấy là Hạ Nhược Tuyết, là người mà tôi yêu. Từng chạm vào nước đen chảy ra từ đế thi, nên đã biến thành thế này. Hắc hóa giả. Khoảnh khắc Diệp Thí Thiên nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết liền bị sốc. Hắc hóa giả, là ý gì? Diệp Bắc Minh biến sắc. Sắc mặt Diệp Thí Thiên ngưng trọng, bước tới trước mặt Hạ Nhược Tuyết, đi vòng quanh cô mấy vòng. Trong suốt quá trình, sắc mặt không ngừng thay đổi. Tiểu tử, người không bị nhiễm, thật sự quá may mắn rồi. Điển tích cổ xưa ghi lại, xương đen đến từ hỗn độn, hóa thành nước đen. Khi đại đế chạm vào nó sẽ ngây ngây ngô ngô, từ đó trở thành đại đế hắc hóa. Mất đi ý thức của chính mình. Chúng ta từng nghiên cứu hắc hóa giả, linh đài của họ trống rỗng, thần phủ đều bị hủy diệt. Linh hồn sẽ mãi mãi rơi vào bóng tối vô biên, hoàn toàn biến thành xác sống. Hồng nhan chi kỷ này của ngươi cũng vậy phải không? Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Ngay cả đại đế thượng cổ cũng bị ô nhiễm. Hạ Nhược Tuyết còn có thể cứu được không? Tiền bối, lẽ nào không cứu được Nhược Tuyết nữa sao? Diệp Bắc Minh không thể chấp nhận được. Anh cố gắng lâu như vậy, nhưng lại nhận được kết quả này. Nét mặt Diệp Thí Thiên hơi là lạ, ông ta thở dài, con à, có một số chuyện, đành phải chấp nhận vậy thôi. Từ bỏ đi, thần hồn của cô nương này, có lẽ đã mất từ lâu rồi. Không thể nào. Diệp Bắc Minh gào lên, anh lắc đầu, hai mắt đỏ bừng, thần hồn của Nhược Tuyết. Sao có thể bị diệt được? Vì cứu cha mẹ con, cô ấy một mình ngăn dòng hắc thủy, bây giờ người bảo con chấp nhận số phận ư? Tuyệt đối không thể. Anh siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc, cho dù có phải tìm đủ mọi cách,
Diệp Bắc Minh còn cũng phải cứu Nhược Tuyết về. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh như nhớ ra gì đó, tiền bối, lúc con đi vào ý thức hải Nhược Tuyết, con lấy thần phủ để mở đường. Kết quả, con gặp một hồn thần khác ở bên trong. Một thần hồn khác ư? Diệp Thí Thiên sửng sốt, nét mặt dao rộng. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta mới bật ra một câu, không thể có chuyện đó được, thần hồn của cô ấy đã bị tiêu diệt, ý thức hải khô kiệt. Sao có thể có một thần hồn khác ở trong đó được? Đợi đã. Bỗng nhiên, Diệp Thí Thiên như nghĩ đến điều gì đó. Ông ta kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Nhóc con vừa nói gì? Lúc con đi vào ý thức hải của Nhược Tuyết. Không phải, câu khác cơ. Con lấy thần phủ để mở đường. Đúng, chính là câu này, nhóc con mẹ nó, con mở thần phủ rồi hả? Diệp Thí Thiên trợn tròn mắt, nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm, con người phát sáng như sói vậy. Ừng ực, Diệp Bắc Minh nuốt nước miếng. Ánh mắt Diệp Thí Thiên cứ như thể đang nhìn một đại mỹ nữ tuyệt sắc vậy. Nhưng anh là đàn ông mà. Tiền bối, chắc không phải người, thích con trai đấy chứ. Tiên sư con. Diệp Thí Thiên tức giận mắng một tiếng, sau đó cáu kỉnh nói, nhóc con, đời này lão tổ ta chỉ thích nữ nhân, con đừng có mà nghĩ bậy. Bây giờ ta đang hỏi con một cách rất nghiêm túc, con đã mở được thần phủ thật hả? Diệp Bắc Minh không giải thích, mi tâm chợt lóe. Chỗ mi tâm, lóe ra một đạo hào quang. Một phiến hỗn độn hư ảnh hiện lên. Chính là thần phủ của Diệp Bắc Minh. 9 bậc thang, một tòa thiên môn đứng thẳng ở đó. Đù, là thần phủ thật này. Ôi trời ơi! Diệp Thí Thiên nhảy dựng lên, cái đầu đập mạnh vào trần nhà mật thất. Ông ta ôm đầu kêu, thần phủ, không ngờ con lại dùng thực lực ở cảnh giới đại năng tầng 9, mở được thần phủ. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tiền bối, chỉ là mở một cái thần phủ thôi mà, người có cần kích động thế không? Nhóc con! CMN con có biết đây là việc làm vĩ đại cỡ nào không? Đệt! Diệp Thí Thiên văng tục, kích động đến nỗi khuôn mặt già nua đỏ bừng. Sao lại làm người ta sốc thế? Lúc Diệp Thí Thiên biết anh là hỗn độn đế thể, ông ta cũng không sốc thế này. Chẳng lẽ mở được thần phủ là điều ghê gớm lắm à? Diệp Thí Thiên nhìn ra vẻ nghi hoặc của Diệp Bắc Minh, giọng ông ta trầm xuống, nhóc con, chỉ có người tu luyện đến cảnh giới tế đạo, mới mở được thần phủ. Đây là quy định mà mọi tu võ giả đều phải tuân thủ. Tính cả con, đời này lão phu đã gặp qua 4 người có thể chất hỗn độn. 3 người họ đều chết trẻ. Đừng nói là cảnh giới đại năng đã mở được thần phủ, ta chưa nghe thấy ai ở cảnh giới đại đạo chi thượng mà mở được thần phủ cả. Diệp Bắc Minh ngại ngùng sờ sờ mũi, lẽ nào, con thật sự quá xuất sắc hả? Đâu chỉ xuất sắc đâu, con nghịch thiên CMNL. Diệp Thí Thiên gật đầu khẳng định. Đôi mắt ông ta hừng hực như lửa. Nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm. Ông ta tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Diệp Bắc Minh, nhóc con, từ giờ trở đi, con chính là hậu duệ của Diệp Thí Thiên ta. Sau này, tài nguyên, nhân lực, vật lực của nhà họ Diệp ở Trung Châu, con cứ tùy ý điều động. Con thích cô gái nhà nào cứ việc nói, lão tổ đích thân đi cầu thân cho con. Nếu họ không đồng ý, lão tổ sẽ ra tay cướp về cho con. Diệp Thí Thiên thao thao bất tuyệt. Không giống nói giỡn. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, lão tổ, con có một nữ nhân thật. Ồ, cô gái nhà ai mà may mắn thế? Diệp Thí Thiên mỉm cười. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, cô ấy tên là Côn Ngô Mật Phi. Thượng cổ thập đại thần Sơn, tộc Côn Ngô à? Diệp Thí Thiên gật đầu suy tư, tuy tộc Côn Ngô không phải đế tộc, may mà có cái danh thập đại thần Sơn ở đấy. Con gái ở gia tộc bọn họ, cũng không tệ. Lão tổ sẽ đi dẫn cô ấy về đây. Ông ta quay người định ra khỏi mật thất. Diệp Bắc Minh ngăn Diệp Thí Thiên lại, rồi kể cho ông ấy nghe chuyện mình và Côn Ngô Mật kết duyên thế nào, rồi lại rời khỏi nhà tù số bay ra sao, tiếp đó là đến thế giới này. Chuyện ở tộc Côn Ngô, tộc Bất Hủ, Cổ Gia, Đế Cung Hồng Hoang, anh đều kể qua một lượt. Nhóc con, trải nghiệm đặc sắc thế hả? Ha 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 ha. Nghe Diệp Bắc Minh kể xong, Diệp Thí Thiên ngửa mặt cười to, đợi đã, con vừa bảo, cô bé Mật Phi kia mang thai rồi hả? Vâng. Diệp Thí Thiên nuốt ngụm nước miếng, chắc không phải cũng là thể chất hỗn độn đấy chứ. Nhóc con kể kỹ cho ta nghe xem nào. Mau. Diệp Thí Thiên kích động quá. Nếu Côn Ngô Mật Phi lại mang thai một thể chất hỗn độn nữa, vậy thì nhà họ Diệp sắp nghịch thiên rồi. Cái này, con không biết, nhưng cơ thể Mật Phi bị hủy, con dùng mẫu thạch hỗn độn tạo cho cô ấy một cơ thể mang thể chất hỗn độn. Diệp Bắc Minh giải thích. Đù mé, con bảo cái gì? Diệp Thí Thiên ngây người. Cả người cứng đờ đứng yên tại chỗ. Con bảo,
Côn Ngô Mật Phi là hỗn độn thể được tạo ra, còn con vốn đã là hỗn độn thể, bây giờ hai đứa có con. Đù, thế thì con của hai đứa, chắc chắn mang thể chất hỗn độn. Diệp Thí Thiên kích động đến nỗi run cả người, đợi đã. Con vừa bảo, trong tay con có mẫu thạch hỗn độn hả? Dù là Diệp Thí Thiên, ông ta cũng phải nuốt ngụm nước miếng. Vâng, lão tổ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh khoát tay, một khối mẫu thạch hỗn độn xuất hiện trong lòng bàn tay. Hít. Diệp Thí Thiên hít một ngụm khí lạnh, sốc đến nỗi lùi về sau mấy bước. Cảnh giới càng cao, thì càng hiểu sự khủng bố của mẫu thạch hỗn độn, đối với người ở cảnh giới tế đạo tầng 9 mà nói, vật này còn quan trọng hơn binh khí đại đế. Thậm chí, dù là Diệp Thí Thiên, con người cũng không kìm được, lóe lên một tia tham lam. Giây tiếp theo, ông ta hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, tiêu diệt cái lòng tham kia đi. Minh Nhi, con phải giữ cẩn thận vật này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được dễ dàng. Không đúng, con không được để nó xuất hiện trước mắt bất kỳ ai. Kể cả lão phu, con cũng đừng nhắc đến nó nữa. Giọng Diệp Thí Thiên cực kỳ nghiêm túc. Diệp Bắc Minh nhíu mày, sao vậy, lão tổ? Diệp Thí Thiên nghiêm túc vô cùng, mẫu thạch hỗn độn, ra đời từ trong hỗn độn. Con biến nó thành bất cứ vật gì, đều quá lãng phí. Diệp Bắc Minh sửng sốt, vì sao? Diệp Thí Thiên tức quá hóa cười, vì sao ư? Nhóc con đúng là. Bất kỳ thứ gì, bất kỳ vật liệu nào trên đời này, kể cả kim trúc để tạo ra binh khí đại đế, thì cũng có thể tìm được. Chỉ mỗi mẫu thạch hỗn độn là ra đời thuở thiên địa sơ khai, nên chỉ cần dùng một miếng là sẽ mất một miếng, mãi mãi không còn nữa. Trong tay con có một khối to thế này, đủ để khiến cho tất cả thế lực ở nguyên thủy chân giới tranh cướp bể đầu. Quan trọng hơn là, tay cầm mẫu thạch hỗn độn, có thể lĩnh hội một tia khí vận đại đạo của thiên địa sơ khai. Thậm chí, có thể giúp những lão giả ở cảnh giới tế đạo tầng 9 như bọn ta đột phá. Diệp Bắc Minh hơi cảm động. Anh có thể cảm nhận được, Diệp Thí Thiên đối xử với anh thật lòng. Khác hẳn Diệp Tiêu Dao, có thể sánh với trăm vị sư phụ của anh. Nếu nó có thể giúp lão tổ đột phá, con tặng lão tổ đấy. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đưa mẫu thạch hỗn độn qua. Diệp Thí Thiên hãi đến nỗi liên tục lùi về sau, hít mấy ngụm khí lạnh, hít. Hít, hít, nhóc con nói gì? Con muốn tặng ta á? Không không không, nó quá chân quý. Con giữ lại vật này đi, con là hỗn độn đế thể, nó quan trọng với con hơn. Sau một lúc kích động ngắn ngủi, Diệp Thí Thiên lắc đầu quả quyết. Cho ông ta vật này, đúng là phí của trời. Diệp Bắc Minh cười, lão tổ, cái này con có nhiều lắm. Ngay sau đó, trên một bàn tay khác lại xuất hiện một miếng mẫu thạch hỗn độn. Này, đệt, đù, đệt. Suốt một canh giờ trôi qua, Diệp Thí Thiên vẫn ôm khối mẫu thạch hỗn độn kia, nói không dứt miệng. Diệp Bắc Minh cũng buồn ngủ rồi, anh ngủ gật trên ghế, lão tổ, người ổn chưa? Ha 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 ha, ta ổn rồi. Diệp Thí Thiên cười to, mặt mũi hồng hào cất khối mẫu thạch hỗn độn đi. Ông ta bước nhanh, nắm lấy tay Diệp Bắc Minh, nhóc con, đi cùng lão tổ đến một nơi. Đi đâu ạ? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Diệp Thí Thiên khí phách nói, đi đón nữ nhân của con về. Nửa canh giờ sau, trên quảng trường bên ngoài đế cung hồng hoang, một cánh cửa không gian hé ra, một giọng nói rắn giỏi vang vọng khắp thành hồng hoang. Tĩnh Du lão tổ ra đây cho lão phu. Ầm ầm, toàn bộ thành hồng hoang chấn động. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, hư không đang dao động. Trong thành hồng hoang, hàng triệu tu võ giả kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đế cung hồng hoang. Vô số bóng người lao tới, sau đó họ kinh ngạc nhìn lão giả tóc trắng đang ngạo nghễ đứng trên không trung, nhìn xuống phía dưới. Hít, cảnh giới tế đạo tầng 9. Vào khoảnh khắc trông thấy Diệp Thí Thiên, vô số tu võ giả quỳ bụp trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, quỳ bái. Đế cung hồng hoang xôn xao ầm ĩ, Hoang Cửu Dương dẫn theo một nhóm trưởng lão, vội vàng đi ra, lúc trông thấy Diệp Thí Thiên, họ sốc. Cảnh giới tế đạo tầng 9. Cả đám trợn tròn mắt, lúng ta lúng túng. Kia là Diệp Bắc Minh à? Đúng là cậu ta đấy, lẽ nào cậu ta là người nhà họ Diệp ở Trung Châu? Nhóm trưởng lão đứng cạnh Hoang Cửu Dương phát hiện, Diệp Bắc Minh đang đứng sau lưng Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, ông tới đế cung hồng hoang của tôi làm gì? Giọng của một bà lão vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, một bà lão mặc áo bào xám, còng lưng, đang chống gậy đi tới. Tĩnh Du lão tổ. Đám Hoang Cửu Dương thở phào một hơi, rồi tiến lên chào. Tĩnh Du khẽ gật đầu, sau đó bà ta nhìn lên trời, Diệp Thí Thiên,
ông oai quá nhỉ, ông tới đế cung hồng hoang của tôi để gây sự đấy hả? Đế cung hồng hoang tôi không sợ nhà họ Diệp ở Trung Châu bên ông đâu. Diệp Thí Thiên cười, Tĩnh Du lão tổ, bà hiểu lầm rồi. Nữ nhân của cháu tôi đang ở đế cung hồng hoang của bà. Lão phu tới đây để đón họ về nhà. Bà lão Tĩnh Du nhíu mày, Cửu Dương, chuyện này là sao? Hoàng Cửu Dương tiến lên, cấp tốc giải thích câu chuyện một lượt. Bà lão Tĩnh Du nhìn Diệp Thí Thiên một cái đầy sâu sắc, hai người đi theo tôi. Một khắc đồng hồ sau, bà lão Tĩnh Du dẫn hai người đến lối vào hồng hoang thế giới, một cái đế chuông cực kỳ hùng vĩ, mang phong cách cổ xưa đang đứng sừng sững như một ngọn núi. Chuông hồng hoang. Con bé đang ở dưới chuông hồng hoang, lão thân đã thử rồi, con bé không ra được. Bà lão Tĩnh Du lắc đầu. Diệp Thí Thiên nhíu mày, lão phu không tin, tôi thử xem nào. Ông ta tiến lên một bước, vung tay đánh một chưởng vào chuông hồng hoang. Cong. Chuông hồng hoang rung rung, một cỗ uy áp cực mạnh bộc phát, Diệp Thí Thiên bị hất ngược ra ngoài. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, khuôn mặt già tái nhợt, sau đó rơi xuống đất cách đó mấy nghìn mét. Lão tổ. Diệp Bắc Minh cả kinh. Diệp Thí Thiên xấu hổ lắc lắc đầu, khụ khụ, nhóc con. Sức người phàm không thể chống lại binh khí đại đế. Cùng lúc đó, bên trong chuông hồng hoang vang lên giọng Côn Ngô Mật Phi, Tiểu Minh Minh, anh tới rồi à? Diệp Bắc Minh tiến lên, Mật Phi, anh đây. Côn Ngô Mật Phi cười, Tiểu Minh Minh, anh đừng lo cho em. Em rất khỏe, con của chúng ta bảo thằng bé rất thích ở đây, thằng bé bảo có cảm giác an toàn khi ở đây. Hơn nữa, chuông hồng hoang sẽ dùng lực lượng của thằng bé, nuôi dưỡng em và con. Này! Diệp Bắc Minh hơi phân vân. Bà lão Tĩnh Du tiến lên, Diệp công tử, cậu yên tâm đi. Mật Phi là đệ tử của đế cung hồng hoang, chúng tôi sẽ không bạc đãi con bé, và lại, đứa bé trong bụng con bé, trong tương lai chắc chắn sẽ là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của đế cung hồng hoang. Diệp Thí Thiên không vui rồi đấy, huyết mạch trong người con bé là con cháu nhà họ Diệp. Tất nhiên sẽ do nhà họ Diệp bồi dưỡng. Bà lão Tĩnh Du hừ lạnh, đứa trẻ sinh ra ở đế cung hồng hoang tôi. Đương nhiên sẽ là người của đế cung hồng hoang, không phục, ông có bản lĩnh thì có thể đưa đi. Bà tưởng lão phu không dám à? Diệp Thí Thiên hừ lạnh một tiếng. Tôi thấy ông không dám. Bà lão Tĩnh Du cười lắc đầu. Diệp Thí Thiên tức quá gào lên, Tĩnh Du, đánh với tôi một trận. Đánh thì đánh. Thấy hai người nói không hợp một cái liền định đánh nhau. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ, đành phải tiến lên khuyên can, hai vị tiền bối, thôi vậy. Nếu Mật Phi và đứa bé đã chọn ở lại, vậy cứ thế trước đã, mọi chuyện đợi đứa bé được sinh ra rồi nói sau. Lúc này, hai người mới dừng tay. Diệp Bắc Minh chuyển chủ đề, phải rồi, Dung Phi và Nhã Phi đâu? Dung Nhi, Nhã Nhi, ra đây đi. Bà lão Tĩnh Du đã có chuẩn bị từ trước, bà ta vung tay lên, hai chị em xuất hiện. Vừa trông thấy Diệp Bắc Minh, họ rất kích động, cả hai nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, anh Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Đi, theo anh về nhà họ Diệp. Hả? Hai người hơi do dự. Thấy vậy, Diệp Bắc Minh nhíu mày, sao vậy? Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi quay đầu nhìn bà lão Tĩnh Du một cái. Bà lão Tĩnh Du mỉm cười, mấy hôm trước, lão thân đã nhận hai người họ làm đệ tử. Họ đã thề, sẽ nhận tôi làm sư phụ cả đời. Diệp công tử, cướp người đẹp, xin lỗi nhé. Diệp Thí Thiên mặt u ám, Tĩnh Du, bà tính toán giỏi thật đấy. Bà lão Tĩnh Du cười khà khà, Diệp công tử là hỗn độn đế thể, đế cung hồng hoang không giữ được vị chân long này. Tôi giữ nữ nhân của cậu, không được à? Sau này, Diệp công tử cũng phải tới đế cung hồng hoang ngồi chơi chứ nhỉ? Nói xong, bà ta còn nhìn sang Diệp Bắc Minh rồi nở nụ cười thân thiện, Diệp công tử, đế cung hồng hoang đã chuẩn bị cho cậu một cung điện. Cậu đến lúc nào cũng được, muốn ở bao lâu thì ở, bảo đảm không ai quấy rầy. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Dung Phi, Nhã Phi, hai người có bằng lòng ở lại không? Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi đưa mắt nhìn nhau rồi nói, anh Bắc Minh, sư phụ rất tốt với bọn em. Bọn em ở đây tu luyện, tiến bộ rất thần tốc, đợi thực lực của bọn em có thể giúp được anh Bắc Minh, bọn em nhất định sẽ ở bên anh mỗi ngày. Thấy hai cô gái nói vậy. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đột nhiên, Tiêu Dung Phi ngẩng đầu lên, kéo tay Diệp Bắc Minh, Diệp đại ca, đi với bọn em. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhìn sang muội muội, Tiêu Nhã Phi run lên, rồi lập tức hiểu ra, cũng kéo cái tay còn lại của Diệp Bắc Minh, anh Bắc Minh, đi. Kéo theo hai người, nhanh chóng rời đi. Chỗ này lược bớt 10.000 chữ. Hai ngày sau, nhóc con hưởng đầy phúc có thê thiếp rồi đấy nhá.
không hổ là con cháu nhà họ Diệp ta. Diệp Thí Thiên canh ở bên ngoài tòa cung điện, thấy Diệp Bắc Minh đi ra, ông ta lập tức tươi cười tiến lên. Ha 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 ha, có dáng dấp của lão phu năm xưa. Ông ta đưa tay ra vỗ vai Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giật giật khóe miệng, lão tổ, người đừng cười con nữa. Diệp Thí Thiên lắc đầu, cười á. Không không không, đây là lão phu đang tán thưởng con. Cho dù con có đẩy ngã hết các thánh nữ, thần nữ ở các tông môn, gia tộc kia, lão phu cũng sẽ ở bên ngoài vỗ tay khen con. Nam nhi nhà họ Diệp ta, thì phải thế. Lúc này, Diệp Bắc Minh mới nhớ ra, lão tổ, người đã canh ở đây suốt 2 ngày à? Không thì sao, lão phu không dám rời nửa bước, lỡ cục cưng con bị người ta ngấp nghé thì sao? Diệp Thí Thiên cười, rồi chuyển đề tài, đi, đến một nơi khác. Đi đâu ạ? Đến nhà họ Cổ, không phải con từng bảo, lúc họ ở Vạn Y Cốc, đã đồng ý cho con 100.000 tỷ tinh thạch vũ trụ à? Diệp Thí Thiên nheo mắt, mãi đến giờ vẫn không đưa, nhà họ Cổ có ý gì? Diệp Bắc Minh ngẩn ra. 100.000 tỷ tinh thạch vũ trụ, anh chẳng để tâm lắm. Anh chỉ thuận miệng nhắc qua thôi. Không ngờ Diệp Thí Thiên lại nghiêm túc. Diệp Bắc Minh nuốt ngụm nước miếng, ực, lão tổ, người nghiêm túc đấy à? Diệp Thí Thiên nhếch môi cười, vỗ vai Diệp Bắc Minh, nhóc con, hôm nay con cứ xem đi. Không ai được phép nợ đồ của nhà họ Diệp. Đế huyết cổ tộc, cũng không được. Diệp Thí Thiên hành sự mạnh mẽ vang dội, cực kỳ quyết đoán. Ông ta dẫn Diệp Bắc Minh đến thẳng cổng nhà họ Cổ. Một cánh cổng thần đúc bằng vàng, cao tới vạn mét. 99 cột trụ thần long vàng đứng sừng sững xung quanh. Bên ngoài cổng nhà họ Cổ, vô số tu võ giả tấp nập tới thăm hỏi. Vị tiểu huynh đệ này làm ơn giúp cho tôi vào gặp gia chủ nhà họ Cổ đi. Một người đàn ông trung niên tươi cười đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật. Thanh niên gác cổng dùng thần thức xem qua chiếc nhẫn chữ vật, sau đó mặt trầm xuống, cút đi. Có tí đồ mà cùng đòi gặp gia chủ à? Cút cút cút, người tiếp theo, người đàn ông trung niên chán nản rời đi. Một lão giả tiến lên, đưa ra một hồ lô ngọc, tiểu huynh đệ, trong này là 10 cân địa nhũ 10 tỷ năm. Địa nhũ 10 tỷ năm, hai mắt thanh niên phát sáng. Vừa mở hồ lô ngọc ra, ngửi một chút. Một mùi hương nồng nàn tràn ngập cả không gian. Cổ bất chính, với cả toàn thể thành viên cấp cao nhà họ Gỗ ra đây gặp tôi. Một tiếng quát vang trời, vang vọng khắp đất trời. Kẻ nào đấy, to gan, dám dở thói ngang ngược ở nhà họ Cổ. Trong nháy mắt, hàng trăm bóng người bay lên trời, lao về phía Diệp Thí Thiên và Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo, cảnh giới tế đạo tầng 9. Mấy trăm thân ảnh kia cảm nhận được khí thức của Diệp Thí Thiên xong, cả đám sợ đến nỗi ngã xuống đất, kinh hãi quỷ yên tại chỗ. Tiền bối, xin hỏi quý danh của ngài là gì? Nhà họ Cổ chúng tôi đâu có đắc tội ngài đâu. Diệp Thí Thiên lắc đầu, không liên quan tới các ngươi, bảo Cổ bất chính và Cổ thiên nhân ra đây. Cứ bảo lão phu là Diệp Thí Thiên. Lão tổ nhà họ Diệp ở Trung Châu, cảnh giới tế đạo tầng 9, Diệp Thí Thiên. Ngoài cổng nhà họ Cổ náo nhiệt hẳn lên. Vâng, tôi đi ngay, mấy người đàn ông trung niên nhà họ Cổ sợ chết khiếp chạy về. Sau mười mấy hơi thở, một đám trưởng lão nhà họ Cổ xông ra, nét mặt ai cũng rất ngưng trọng. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, cảnh giới tế đạo tầng 3. Gia chủ nhà họ Cổ, Cổ thiên nhân. Diệp tiền bối, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Mời ngài vào trong làm khách. Diệp Thí Thiên cười lạnh một tiếng, không cần, ở đây luôn đi, Cổ bất chính đang ở đâu? Tiền bối, tôi chính là. Trong đám đông, một lão giả già khụ bước ra, ông ta run như cầy sấy. Cổ bất chính, cảnh giới tế đạo tầng 5. Diệp Thí Thiên nheo mắt, hồi trước, người đã dẫn người truy sát cháu Diệp Bắc Minh ngoan của ta hả? Cổ bất chính trợn tròn mắt, ông ta đã trông thấy Diệp Bắc Minh đứng sau lưng Diệp Thí Thiên, nhưng có nằm mơ ông ta cũng không ngờ. Diệp Bắc Minh lại là cháu của Diệp Thí Thiên. Sao có thể chứ? Chênh lệch bao nhiêu thế hệ chứ? Tiền bối, đó là hiểu lầm thôi. Chuyện đó đã kết thúc rồi, không tin ngài cứ hỏi Diệp công tử. Cố bất chính đang toát mồ hôi lạnh. Diệp Thí Thiên cười lạnh, hiểu lầm, ngươi truy sát cháu ta. Sau chuyện đó, ngươi bảo sẽ bồi thường cho thằng bé 100.000 tỷ tinh thạch vũ trụ, sao lâu như vậy mà vẫn không thấy các ngươi hành động. Bây giờ, chuyện này lại thành hiểu lầm ư? Cổ thiên nhân nhíu mày, bất chính trưởng lão, chuyện này là thật sao? Chuyện này, cổ bất chính có hơi xấu hổ, khụ khụ, gia chủ, đấy là kế sách tạm thời. Lúc đó tình huống đặc biệt, tôi và Diệp công tử đùa thôi, sao tôi có thể cho? Cậu ấy 100.000 tỷ tinh thạch vũ trụ được, cổ thiên nhân vừa phẫn nộ vừa không dám nổi khùng, ông ta cười làm lành,
Diệp tiền bối, đây là lỗi của chúng tôi. Còn chưa nói hết câu, đùa sao, thế lão phu cũng đùa với ngươi. Diệp Thí Thiên phất lờ lời cổ thiên nhân nói. Một bàn tay già nua vươn ra, nhằm thẳng vào gỗ bất chính rồi ép xuống. Đừng mà, ăn cổ bất chính hét thảm một tiếng. Phụt, hóa thành một làn huyết vụ ngay tại chỗ. Thần hồn cũng tan theo. Này, mọi người nhà họ cổ tức giận trợn tròn mắt. Các ngươi còn cảm thấy, đây là hiểu lầm nữa không? Diệp Thí Thiên khí thế ngất trời, ngự trị vạn vật. Gia chủ nhà họ cổ thiên nhân tức đến nỗi run cả người, ông ta chỉ vào Diệp Thí Thiên ở trên không trung rồi nói, ông. Đù bên ngoài nhà họ cổ, các tu võ giả tới hóng hớt kia đều ngớ ra. Con mẹ nó, trâu bò quát. Vị lão tổ này trâu, kêu người ta ra, rồi giết chết ngay trước mặt mọi người. Hợp ý mình quá, Diệp Bắc Minh kích động lắm. Ánh mắt hung ác của Diệp Thí Thiên khóa chặt vào cổ thiên nhân, sao nào, hình như ngươi có vẻ không phục à. Cổ thiên nhân cần răng, tiền bối, ngài làm như vậy, quá đáng. Lão phu còn quá đáng hơn được cơi. Diệp Thí Thiên buồn cười lắc đầu. Sau đó thẳng tay vung ra một cái tát. Bốp, cổ thiên nhân bay ra ngoài như một con chó chết, rồi đập mạnh vào cột trụ cổng nhà họ cổ. Gã hộc máu, chật vật ngã trên mặt đất, nửa khuôn mặt nát bét. Lộ ra xương trắng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Phái người truy sát cháu ta, lão phu tới đòi một lời giải thích. Thế mà ngươi lại bảo lão phu quá đáng. Ha 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 ha, nhà họ gỗ giỏi nhỉ. Xem ra, các ngươi đã quên tên của Diệp Thí Thiên ta rồi. Diệp Thí Thiên lắc đầu. Những người đang có mặt ở hiện trường sợ đến nỗi tim đập thình thịch. Cả đám kinh hãi lùi về sau. Sợ dính vào chuyện này. Cổ thiên nhân hộc ra một ngụm máu, rồi hét lên đầy căm phẫn. Người đâu, ngăn ông ta lại cho tôi. Không cho phép ông ta rời đi. Ông phải cho tôi một lời giải thích về chuyện này. Tôi là gia chủ nhà họ cổ, thế mà ông lại dám đánh tôi. Diệp Thí Thiên, ông có tu vi ở cảnh giới tế đạo tầng 9 thì sao chứ? Ông vung cái tát này, ông không sợ khơi ra chiến tranh giữa nhà họ Diệp và nhà họ cổ sao? Dứt lời, toàn trường im phăng phắc. Tất cả mọi người ngừng thở. Hai đại gia tộc đế huyết sắp trở mặt. Một khi hai đại gia tộc đế huyết khai chiến, bên nào cũng có binh khí đại đế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thí Thiên nheo mắt, cổ thiên nhân, người nghiêm túc sao? Người chỉ là một gia chủ, một vật biểu trưng bề mặt thôi, người có thể đại diện cho cả nhà họ cổ sao? Cổ thiên nhân tức đỏ mắt, tôi có thể. Bốp, cổ thiên nhân vừa dứt lời đã bay ra ngoài, ông ta lại trúng một cái tát nữa. Lần này không phải Diệp Thí Thiên ra tay, mà là sau khi ông ta nói ra ba chữ, tôi có thể. Một lão giả gầy đét đã lao từ trong nhà họ gỗ ra. Lưng hơi còng, chỉ cao khoảng 1m56, nhưng cực kỳ cường thế. Một tay nắm vai cổ thiên nhân, tay còn lại tát vào nửa bên mặt chưa bị tát của cổ thiên nhân. Bốp bốp bốp, vừa tát còn vừa chất vấn, ngươi có thể làm gì? Ngươi có thể đại diện cho nhà họ cổ ư? Bốp, ngươi có thể này, ta cho ngươi có thể này. Bốp, ngươi có biết Diệp Thí Thiên là ai không? Bốp, 10 tỷ năm trước. Một mình ông ấy đánh vào hắc ma giới. Huyết tế toàn bộ hắc ma giới, mấy chục tỷ ma tộc hóa thành máu loãng, không một ma nào. Sống sót, bốp. 9 tỷ năm trước, Diệp Thí Thiên vì một người phụ nữ mà quét sạch toàn bộ thiên chỉ kiêu tử ở Bắc Đại Lục. Chém chết thánh tử của mười mấy tông môn lớn, chỉ nguyên người ở cảnh giới tế đạo đã chết hơn 60 người. Bốp, 7 tỷ năm trước, lão già này vì ra mặt cho một vãn bối ở nhà họ Diệp, đã tàn sát trăm vạn dặm đất đai, một con kiến cũng không sống được. Bốp, 5 tỷ năm trước, cái lão này chính là một tên điên. Không thì ngươi nghĩ, sao ông ta lại có tên Thí Thiên hả? Bốp, cái lão này đến trời còn dám giết, ngươi chọc vào ông ấy làm gì? Bốp, bốp bốp bốp, tát liền mấy chục cái, đánh cho cổ thiên nhân quỳ rạp trên mặt đất. Hấp hối, hoàn toàn thành phế nhân. Mọi người nhà họ cổ cứng đờ người đứng yên tại chỗ, kinh hãi nhìn lão giả ra tay. Các tu võ giả khác đang có mặt ở đây đều sợ hãi lùi về sau. Miệng không ngừng hít khí lạnh, kinh hãi nhìn về phía Diệp Thí Thiên. Không ngờ lão tổ nhà họ Diệp lại có chiến tích như vậy á. Hung hãn quái, đời này, ông ta đã giết bao nhiêu người vậy? Ôi mẹ ơi! Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn Diệp Thí Thiên rồi hỏi nhỏ, lão tổ, những gì ông ấy nói đều là thật ạ? Diệp Thí Thiên thản nhiên lắc đầu, ta già rồi, không ăn thua. Không còn hừng hực khí thế như trước đây nữa, ta thu liễm nhiều rồi đấy. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Người xông thẳng đến cửa nhà người ta, đánh luôn cả gia chủ nhà người ta rồi, vậy mà là thu liễm ý hả? Nhóc con không hiểu, nếu là ta ngày xưa, ta đã cầm nguyên cổ đế tháp đánh vào đây rồi.
Diệp Thí Thiên liếc Diệp Bắc Minh một cái, hãnh diện nói. Diệp Bắc Minh suýt ngất, so với trước kia, đúng là đã thu liễm hơn nhiều rồi. Lão giả gầy còm cuối cùng đã dừng lại, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thí Thiên rồi chắp tay, xin lỗi, Diệp huynh, người trong nhà không hiểu chuyện, lão phu đã dạy dỗ rồi. Cổ cốt, lão già này, ông không ra tay vì vấn bối của ông à? Giọng Diệp Thí Thiên bình tĩnh, rồi nhếch miệng cười, nếu ông muốn ra mặt cho vãn bối, lão phu có thể đánh với ông một trận. Không không không, cổ cốt vội vàng lắc đầu, xương cốt già rồi, không chịu được giày vò đâu. 100.000 tỷ tinh thạch vũ trụ kia, bây giờ lão phu sẽ lệnh cho người mở bảo khố, gom đủ luôn đây. Diệp Thí Thiên lạnh nhạt lắc đầu, bây giờ không còn là 100.000 tỷ cân tinh thạch vũ trụ nữa. Tôi muốn, 1 triệu tỷ cân. Cái gì? Cổ cốt chết lặng, vậy cũng, công phu sư tử ngoạm quá. Diệp Bắc Minh ngây người, trợn tròn mắt. Đùi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng không kìm được truyền âm, nhóc con, có vẻ vị lão tổ này của cậu, còn bá đạo hơn cậu ái. Ực, tôi thấy rồi, Diệp Bắc Minh âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Diệp Thí Thiên cười nhẹ. Ông không đồng ý, chúng ta đánh một trận cũng được. Cứ để 1 triệu tỷ cân đi, cổ cốt gật đầu dứt khoát. Một canh giờ sau, nhà họ cổ mang đến 10 cái nhẫn chữ vật. 1 triệu tỷ cân tinh thạch vũ trụ, một cái nhãn chữ vật không thể chứa hết được. Minh Nhi, con kiểm tra đi. Vâng, Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh cầm lấy 10 cái nhẫn chữ vật, thần niệm quét qua, bên trong chứa đầy một loại tinh thạch màu đen. Trong suốt lấp lánh, chứa đựng sóng năng lượng cực lớn. Hửm. Đồng thời, Diệp Bắc Minh kinh ngạc phát hiện, nghĩa địa hỗn độn tựa hồ có một chút dao động. Chẳng lẽ, nghĩa địa hỗn độn còn có thể hấp thu tinh thạch vũ trụ sao? Cất kỹ nhẫn chữ vật, Diệp Bắc Minh nói với Diệp Thí Thiên, lão tổ, đủ số lượng rồi. Lúc này, Diệp Thí Thiên mới gật đầu hài lòng, ông ta nhìn sang cổ cốt rồi hỏi với vẻ mặt chân thành, cổ huynh, chuyện tôi làm lúc nấy, không quá đáng quá. Chứ, cổ cốt, mọi người nhà họ cổ. Các tu võ giả đang có mặt tại hiện trường. Diệp Bắc Minh, cổ cốt lắc đầu, nhân phẩm của Diệp huynh, mọi người rõ mà. Thế à, thế thì tốt, Diệp Thí Thiên gật đầu, nhìn quanh một lượt, phải rồi, thằng bé tên là Diệp Bắc Minh, là cháu của Diệp Thí Thiên tôi. Các người ai mà bắt nạt thằng bé, thì chính là bắt nạt Diệp Thí Thiên tôi. Nói xong, ông ta dẫn theo Diệp Bắc Minh, tay không xé ra một khe hở không gian, đi, đến tuyết tộc. Cổ cốt lắc đầu, tuyết tộc, ha ha. Sắp gặp xui xẻo rồi. Trung Châu, tuyết tộc, trên một cao nguyên cao 100.000 mét so với mặt nước biển. Quanh năm băng tuyết bao phủ, ít ai lui tới. Một toàn cung điện như điêu khắc từ băng, kéo dài 10 vạn dặm, bao la không thấy điểm cuối. Đột nhiên, âm ầm ầm. Không trung dao động, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện vào cung điện của tuyết tộc. Rầm, một tiếng nổ vang lên. Mặt đất sụp xuống. Vô số cung điện hóa thành bột mịn ngay tại chỗ. Một khe rãnh sâu 100.000 mét, kéo dài từ cổng tuyết tộc vào trong. Trời ơi, lão tổ, người không chào hỏi một tiếng à? Diệp Bắc Minh trợn tròn mắt. Như này thì hung hãn quái. Diệp Thí Thiên cười nhẹ, ta đang chào hỏi đây còn gì? Hả? Diệp Bắc Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Giây tiếp theo, toàn bộ tuyết tộc chấn động. Lại yêu. Vô số tiếng nói giận dữ vang lên cùng lúc. Từng bóng người bay vọt lên trời, bay nhanh về phía Diệp Thí Thiên. Cho gì vậy? Diệp Thí Thiên lắc đầu cười nhạo, một cái tát được đánh ra từ trên không trung. Bụp! Một màn xương máu nổ tung, hàng ngàn cao thủ của tuyết tộc đồng loạt chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, đám tuyết tộc cuối cùng cũng nhận ra, cảnh giới tế đạo tầng 9. Tiền bối là ai? Tới tuyết tộc tôi có việc gì? Tại sao chưa nói lời nào đã ra tay giết người? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thí Thiên vang lên. Lão phu Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, hít, tiền bối của nhà họ Diệp ở Trung Châu, chúng ta đều là chủng tộc đế huyết, xin hỏi tuyết tộc đã đắc tội gì với ngài? Một lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 đi ra, trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ. Cảnh giới tế đạo tầng 8 và cảnh giới tế đạo tầng 9, chênh lệch một cảnh giới nhỏ. Nhưng lại như trời với đất. Diệp Thí Thiên cười lạnh, trước đây, tuyết tộc tuyên bố treo thưởng. Chẳng phải muốn treo thưởng lấy mạng của cháu tôi, Diệp Bắc Minh à? Tuyết tộc xôn xao ầm, Diệp Bắc Minh là cháu ngài á. Mặt mọi người biến sắc. Lão giả cảnh giới tế đạo tầng 8 nói, tiền bối, chúng tôi sẽ lập tức hủy bỏ lệnh treo thưởng, sau đó xin lỗi Diệp công tử. Diệp Thí Thiên liếc ông ta một cái rồi hờ hững nói, tôi có vài yêu cầu. Thứ nhất, xử tử toàn bộ những người ở nhánh đã tuyên bố truy sát cháu trai tôi.
hai là, từ nay về sau, bất kỳ ai trong Tuyết tộc dám ra tay với cháu tôi, giết không đát. Thứ ba, sau này cháu trai tôi mà có xảy ra chuyện gì, lão phu sẽ tới quấy rầy Tuyết tộc ngay lập tức. Thứ tư, tiến hành bồi thường cho cháu trai tôi, đến khi nào thằng bé hài lòng mới thôi. Thứ năm, Diệp Thí Thiên, nhiều yêu cầu như vậy, ông quá đáng quá rồi đấy. Một lão giả cảnh giới tế đạo tầng 7 tức giận gào lên. Bụp, kết quả, mọi người còn chưa kịp thấy rõ Diệp Thí Thiên ra tay như nào, lão giả vừa nói đã bị đánh thành một làn xương máu. Bây giờ tôi nói yêu cầu thứ năm, các người sẽ dễ chịu hơn chút rồi chứ. Tiền bối, mời ngài nói. Nửa canh giờ sau, Diệp Thí Thiên dẫn Diệp Bắc Minh về nhà họ Diệp, Minh Nhi, đã giải quyết xong hết rắc rối rồi chứ. Diệp Bắc Minh giật giật khóe miệng. Lão tổ, người năng suất thật đấy. Diệp Thí Thiên khẽ hừ một tiếng, làm việc thì phải như thế, đừng có lề mề rông dài. Được rồi, còn chuyện gì nữa, con cứ nói với lão tổ. Quả thật con còn một việc, Diệp Bắc Minh mở lời. Ô, việc gì vậy, Diệp Thí Thiên nhìn sang. Lão tổ, người có biết ở đâu có vô căn chỉ hỏa không? Tàng kiếm lão nhân trong nghĩa địa hỗn độn từng bảo anh rằng, muốn đúc thành một thanh binh khí đại đế, thứ nhất, cần có thực lực ở cảnh giới đại đế, rồi dùng để hỏa để rèn. Thứ hai, tìm được vô căn chỉ hỏa, có xác suất 50%, có thể đúc thành công binh khí đại đế mà không cần thực lực của cảnh giới đại đế. Nghe thấy lời này, Diệp Thí Thiên ngẩn ra, sau đó ánh mắt hơi trầm xuống, ông ta nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, còn biết bốn chữ vô căn chi hỏa từ đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.